Xin kính chào cô bác, anh chị và các bạn đã quay trở lại với shop của em Dân Trịnh nhé. Hôm nay thì bên nhà em lại giới thiệu đến các bác một số những mẫu sản phẩm bên nhà em. Quý cô bác anh chị đi qua kênh thì bớt chút thời gian cho em Dân Trịnh xin một nút like, một nút đăng ký kênh các bác nhé. Không để quý cô bác anh chị phải chờ đợi lâu nữa, bên em Dân xin đi và giới thiệu sản phẩm luôn nhé. Cái mã tiếp theo này, máy hút bụi này. Con này thì thương hiệu của nó là thương hiệu của Tamasio, nó gồm có 1, 2, 3, 4, 5, 6 đồng và một cái dây cáp sạc. Và một cái dây cáp sạc này để các bác về các bác cắm sạc vào cái cục sạc điện thoại và các bác cắm sạc vào cái ấy. Con này thì rất là xịn sò luôn nhé, hàng còn mới luôn. Con này mà các bác cút bàn thờ thần tài, bàn thờ gia tiên hay là bàn thờ tôn giáo ấy, đạo nào cũng thế, cũng bàn thờ chúng ta cũng cần vệ sinh sạch sẽ thì con này rất là ok luôn. Đây, rất là xịn sò, hút rất là khỏe luôn. Con này thì bên em đang có mức giá đó là 200k và bên em báo ship nhé. Bên con này nó vừa hút này, nó có đầu hút này và ở đây nó có cả thổi luôn này. Đây, thổi các bác có thể thổi bé ở những cái khe cửa các bác đều có thổi được. Đấy, to bé các bác đều có thể thay vào được. Đây, các bác thấy cái tốc độ phồng của cái túi này là các bác biết rồi, hàng chất lượng luôn. Thương hiệu của nó là thương hiệu của Tamasio nhé, hàng nội địa Nhật. Con này bên em đang có mức giá của nó sẽ là 200k và bên em bao ship nhé. 200k bao ship cho các bác luôn. Thì đây, thanh lý cho các bác cái dòng máy massage cổ vai gáy này. Cổ vai gáy, con này thì nó sẽ sử dụng bằng pin nhé các bác nhé. Đấy, con này thì nó sẽ tích điện sử dụng bằng pin. Đây, các bác bật nguồn này, nó bóp này, massage bóp cổ vai gáy thoải mái luôn. Đấy, để các bác thư giãn này. Đó, con này thì giá cũ bên nhà em đang bán với cái mức giá đó là trước giá cũ là 400k, nhưng mà video ngày hôm nay thì em thanh lý cho các bác với cái mức giá cực kỳ mềm luôn, 350.000 đồng. Con này thì thương hiệu của Osaka, hàng của nội địa Nhật, made in Japan. Đấy, thì nó cũng có thương hiệu của Kata Osaka hoặc là thương hiệu của Katasaji. Đấy, thì nó rất là nhiều thương hiệu nên là bên em bán ngẫu nhiên nhé. Hàng này thì các bác có thể tháo ra giặt được nếu mà trong cái thời điểm nó gọi là bẩn, nó bị bẩn. Đây, các bác có thể khóa, mở khóa ra này và các bác có thể tháo ra để các bác vệ sinh, rửa ráy, giặt giũ rũ đều rất là ok luôn. Đấy, còn ba cái duy nhất thôi, thanh lý lỗ cho các bác với cái mức giá đó là 350k và hôm nay bao ship luôn. 350k bao ship luôn. Các bác lên cho shop mã này là mã cổ vai gáy này. Cổ vai gáy 350k bao ship toàn quốc. Đấy, và nhận hàng nhà em thì kiểm tra hàng thoải mái rồi, các bác không phải thanh toán nhé, nên là các bác có thể yên tâm luôn. Đây, một cái mã sản phẩm bác nào mà có cái thích cái thú vui, vui thú điền viên, hay là có những cái thú vui là đi phượt, đi cắm trại, hoặc là đơn giản là chỉ để trên xe ô tô để những lúc mà xe mà nó bị sình lầy thì chúng ta có thể khắc phục nó luôn. Thì đây, một con xẻng tháo lắp ấy, hoặc là còn gọi là xẻng sinh tồn để các bác đi cắm trại đi phượt này. Nó sẽ gồm có cho các bác đó là một cái thân xẻng này, hàng của nội địa Nhật in Japan này. Đó, nó sẽ có một cái lưỡi cưa đây, hoặc các bác có thể làm xẻng này. Làm xẻng này. Này, các bác xúc đất ở, ví dụ đơn giản nhất là ở cái lốp xe, bánh xe các bác. Đấy, xúc đất ra. Hoặc các bác có thể làm cuốc để các bác có thể cào. Hoặc các bác có thể làm cuốc để các bác cào. Đấy, rất là đơn giản nhé. Các bác có thể để ngắn. Đấy, hoặc là các bác lắp đốt vào nó dài như này. Đấy, tổng chiều dài của con này thì nó sẽ rơi vào 93cm. Để em đùa lại cho chính xác cho các bác nhé. Đây, 93cm các bác nhé. Chính xác là 93cm. Và nó sẽ gồm có cho các bác đó là một cái thân của nó như thế này. Ví dụ bí quá nhé, mà nó khó quá và các bác xe bị sình lầy khó quá thì các bác có thể để vào này để các bác cầm, các bác cào này. Đấy, và đây, những cái phụ kiện của nó đây, nó sẽ có đầy đủ các phụ kiện cho các bác nhé. Ví dụ gặp xe tai nạn, các bác có để có đầu phá kính, đi rừng, đi cắm trại, chúng ta có cái đồ ăn ngon mà không có dao thì các bác có thể lắp vào. Đấy, làm dao. Đấy, lắp vào thì các bác lưu ý nhé, lắp vào thì cầm lưu ý một chút. Đấy, có thể lắp vào làm dao. Có thể lắp vào làm dao này. Có phá kính này. Bên trong này của nó còn có cả cho các bác đó là một cái đầu tô vít.
và một cái đá đánh lửa, một cái đầu tua vít và một cái đá đánh lửa nữa này. Và ở đây nó còn có cả cho các bác đó là một cái còi. Đấy, rất là tiện lợi luôn nhé. Một cái xẻng đa năng sinh tồn rất là tiện lợi luôn. Đấy, đây cái đầu tua vít thì các bác lắp vào đây gần như là đầy đủ cho các bác rồi, chỉ việc về và sử dụng thôi. Đấy, và các bác lắp vào, lắp kết nối vào với nhau. Nhanh thôi, chỉ chưa đầy 30 giây là các bác đã có thể lắp xong được hết tất cả các cái kết nối này vào với nhau được. Đó. Đây, em lắp qua thôi nhé. Đấy, các bác vừa có thể là làm gậy. Cái này các bác cũng có thể là làm gậy để phòng thân. Nhiều khi là lái xe trên đường ấy thì thực sự ra là không biết đường nào mà lần được gặp các những anh em hỏi tìm bố thì đây có cái này. Đấy, các bác có thể tháo ra. Đó. Thì các bác có thể làm gậy phòng thân tạm. Gậy phòng thân tạm này. Phá kính này. Choang cái là phá được kính. Rất là tiện lợi luôn nhé. Một cái mã sản phẩm như này bên nhà em đang có mức giá đó là 350.000 đồng. 350k và bên nhà em bao luôn phí ship cho các bác luôn nhé. Các bác lên cho em mã này là mã xẻng, xẻng tháo lắp, xẻng sinh tồn. Xẻng tháo lắp, xẻng sinh tồn 350k bao ship. Cái mã sản phẩm tiếp theo, quạt hút của Panasonic. Hàng thì còn nguyên hộp nhưng không phải là mới. Nó là hàng chưa qua sử dụng thôi. Đấy, nhưng mà nó là hàng trưng bày của siêu thị Nhật. Đấy, bên trong của nó này, khi các bác nhận hàng này, giấy tờ thứ vẫn đầy đủ hết. Giấy tờ cách lắp đặt. Đây, con quạt của nó đây. Hàng cực kỳ đẹp luôn nhé. Con này thì đây, thông số của nó cho các bác này. Thông số của nó cho các bác này. Đời của nó là đời 2022 nhé. Còn cực kỳ mới luôn. À, đây, các bác cứ check cho em là cái đúng cái mã này. Đúng cái mã này. Tất cả các cái website các thứ người ta bán nó tầm đâu đó tầm 2,7 triệu, 2,8 triệu. 2,7 triệu, 2,8 triệu cái. Nhưng mà tí nữa em sẽ báo giá thì các bác giật mình luôn là cái giá của nhà em luôn. Bao cho các bác là giá tốt luôn. Đấy. Con này thì nó chạy rất là êm. Nhà em đang trải nghiệm rồi. Nó như kiểu là các bác không nghe tiếng gì luôn. Đây là các bác có thể để phù bì. Phù bì bên trong này. Nó sẽ rơi vào cửa từ 21 cm. 21. Đấy, các bác có thể để bé hơn một chút. 21 có thể để bé hơn một chút nhé. Con này thì chạy rất là êm. Chạy rất chi là êm. Đó, chiều sâu của con này này. Nó sẽ rơi vào 18 năm. 18 năm nhé. Con này thì tại sao mà em lại bảo các bác có thể để rộng hơn một chút cũng được? Tại vì đây, cái này nó phủ che rất là rộng. Cái nắp của nó nắp ngoài của nó che rất là rộng nhé, hàng của Panasonic. 24 cm cơ. Nó đến nắp của nó đến 24 cm. Vuông 24. Đó, gần 24 một chút. Thế nên là các bác có thể để thoải mái, che thoải mái luôn. Cái này các bác có thể để nằm trong tường được. Đây, nằm trong tường thì các bác có thể dỡ cái này ra. Đấy, nằm trong tường. Hộp kỹ thuật thì các bác cần cái này, còn nếu mà các bác nằm trong tường thì các bác không cần. Đấy, các bác có thể bỏ cái này ra. Vuông. Vuông luôn. Đó. Hàng của nó thì hàng đẹp xịn sò. Hàng đẹp xịn sò nhé. Nó sẽ sử dụng cho các bác đó là nguồn điện của nó đây. Đó là nguồn điện 110. Công suất của nó là 7,6 đến 9,3 V, tức là rất là nhẹ điện. Tức là rất là nhẹ điện mà nó chạy rất là êm nhé. Hàng này của nó là hàng Nhật bãi. Và con quạt như này bên nhà em đang có mức giá của nó đó là 1 triệu đồng ở bên nhà em bao ship. 1 triệu đồng. Giá rẻ bằng 1/3 thị trường luôn. 1 triệu đồng. Bao ship toàn quốc cho các bác luôn. Lô này thì em về số lượng thoải mái luôn nhé. Một các bác có 10 phòng vệ sinh nhà em cũng có thể đáp ứng đủ. Đây, các bác lắp vào. Đấy, xịn sò luôn. Đấy, các bác có thể lắp vào hoặc là bỏ cái nắp này ra đều được. Cái mã sản phẩm tiếp tục nữa đó là một cái dòng bộ cối trầy. Đợt này vào về cho các bác đó là 3 bộ. Dòng này thì bộ cối trầy của Marin Germany của Đức này. Một cối một trầy. Dòng này là dòng cối trầy inox các bác nhé. Đấy, rất là tiện luôn này. Nó sẽ có cho các bác đó là một cái chày của nó. Kích thước của cái chày này nó sẽ là 15 cm. Đấy. Con này thì một cái cối của nó này, nó sẽ là miệng của nó là 12,5. Và chiều sâu của này cũng là 12,5 luôn. Nó sẽ có thêm cho các bác đó là một cái miếng nhựa trên chốc này này, để mà khi mà các bác giã cua ấy, hay là giã ruốc, giã lạc thì nó sẽ không bắn. Bác nào mà có sở thích ăn muối vừng này, thì con này rất là tiện luôn. Nhà em thì biếu bố vợ một cái để giã muối vừng, thỉnh thoảng bố ông lại cho muối vừng. Cái này giã rất là tiện nhưng nó không bị văng ra, nên là các bác làm muối vừng rất là tiện lợi luôn. Cái này các bác biếu bố vợ thì quá tuyệt vời luôn này.
Đấy, giá của nó thì rất là mềm luôn. Cái bộ này của nó là chỉ có 250.000 đồng thôi. 250k và bên nhà em bao ship luôn nhé. Đấy, các bác lên cho em mã này, mã bộ chày cối 250.000 đồng và bên nhà em bao ship. Mã tiếp theo này, một cái dòng xô đựng đá Inox 304 nhé. Hàng này thì thương hiệu của nó là thương hiệu của Willing, hàng của Made in Germany của Đức. Cái thương hiệu Willing thì nó là một cái thương hiệu cực kỳ nổi tiếng luôn. Con này thì nó sẽ có cái kích thước cho các bác, đó là phủ bì của nó là 19 miệng, 19 này. Cao của nó đây, 19, cao của nó là 18. Xuất sắc 18, 19 cao 18 nhé. Dày dặn luôn. Dày dặn luôn, con này đựng đá giữ nhiệt cực kỳ tốt luôn. Các bác để đá vào đây uống bia ấy. Đấy, nói chung là chúng ta uống bia thì hai ba vài người, 7 8 người uống thì xong là đậy lại. Rất là ok luôn, nhất là bác nào miền Nam, miền Bắc thì bây giờ đang mùa nóng này thì cũng rất là ok luôn này. Đó, con này thì giá cực kỳ ok luôn. Giá của nó là 400k. 400.000 đồng một cái dòng xô đá này, xô đá inox này và bên nhà em bao ship nhé. Đấy, cái này thì các bác dùng gia đình thoải mái này. Nếu mà ví dụ tụ tập đông người thì nó hơi ít. Tụ tập đông người thì nếu ví dụ khoảng hơn chục người thì các bác phải dùng hai xô. Đấy, hàng số lượng thoải mái cho bác lấy bằng nào cũng có. 400k với nhà bao ship nhé các bác nhé. 400.000 đồng bao ship cho các bác một cái dòng xô đựng đá này. Xô đựng đá, hàng cực kỳ đẹp luôn nhé. Hàng cực kỳ đẹp, xịn sò luôn. Cái mã sản phẩm kế tiếp này, một cái dòng sạc dự phòng này. Con này thì dùng rất là ok luôn đây nhá. Hàng nó là hàng mới. Cái dòng này của nó tất toàn bộ của nó là hàng mới luôn. Nó sẽ gồm cho các bác này, đây khi các bác bóc ra. Đấy, em cũng sẽ bóc ra trước khi để khi gửi hàng cho bác em sẽ phải kiểm tra trước nhé. Thứ nhất là kiểm tra trên là độ xả, dung lượng và tất cả các thứ. Đấy, để kiểm tra trước cho các bác. Đấy, nên là hàng của nó thì là hàng mới. Bao cho các bác là hàng mới chưa qua sử dụng. Đây. Đó, nó sẽ gồm có cho các bác đó là một cái cục sạc như thế này. Dung tích của con này thì nó sẽ là rơi vào 3,7V 50.000 mAh. 50.000 mAh này, một sợi dây cáp sạc này, và một cái ấy của nó này, và một cái sạc của nó này. Ở đây nó sẽ gồm có cho các bác đó là 1 2 3 4 cái đầu cáp. 4 cái đầu cáp này. Rất là tiện lợi luôn. Con này thì thương hiệu của nó là Sinole nhé. Nó sẽ có cho các bác đó là ở đây là một cái sạc không dây. Các bác tức là các bác về các bác đặt điện thoại lên là nó sẽ sạc được. Nhưng mà máu ngoặc nhé, là cái này ấy, là điện thoại của các bác phải hỗ trợ sạc dự phòng thì các bác mới sạc được. Còn không thì các bác sẽ dùng cái dây này. Đấy, iPhone này. Type C này. Hay là những cái dòng Samsung cũ này. Đó, rất là tiện luôn. Một cái cục sạc dự phòng nhé. Con này thì bên nhà em đang có mức giá của nó đợt này rất là ok luôn. 350.000 đồng. 350k vào bên nhà em bao ship nhé. 350k này. Bao ship toàn quốc luôn nhé. Bao ship toàn quốc luôn, 350.000 đồng. Nhận hàng nhà em ấy thì các bác cứ kiểm tra hàng thoải mái nhé. Đấy, hàng cực kỳ ok luôn. Cục sạc dự phòng. Đấy, các bác lên cho em mã sạc dự phòng, dung lượng của nó là 50.000 mAh nhé. Đợt này thì xuất nhà em về thêm rất là nhiều những cái dòng chảo. Dòng chảo này thì là dòng chảo ngập dầu này. Con này thì thương hiệu của nó là thương hiệu của Seki. Size 26, đun bếp ga, bếp từ đều được nhé. Đây, vui hộp luôn ra cho các bác luôn. Nó sẽ là hàng mới nguyên hộp. Hàng mới nguyên hộp này. Nguyên túi bóng. Nói chung là nguyên đai, nguyên kiện luôn. Đẹp xịn sò luôn. Đẹp xịn sò luôn. Nó sẽ có cho các bác đó là một cái để các bác vớt đồ lên này. Đấy, để các bác vớt đồ lên này. Con này nếu mà các bác dán cũng vẫn được, các bác đun giả mỡ một tí các bác dán cũng không sợ dính đâu. Đấy, con này nhà em thử rồi cũng rất là ok. Các bác dán xong các bác vớt lên đây rất là tiện lợi luôn nhé. Con này thì nó sẽ có cái kích thước của cái chảo của nó sẽ là đây 26 cm, chiều sâu của nó sẽ là gần 9 cm nhé, gần 9 cm, và tổng trọng lượng của nó sẽ rơi vào 1,3 cân các bác nhé. Sẽ rơi vào 1,3 cân tổng trọng lượng của căn chảo Seki như này. Chảo này chảo inox nhé. Seki này. Hàng của Japan. Cực kỳ xịn sò và dày dặn luôn. Đó, cực kỳ xịn sò và dày dặn luôn nhé. Một con chảo như này thì bên shop em đang có cái mức giá cũng cực kỳ ưu đãi cho bác luôn. Nó sẽ là 350.000 đồng. 350k và bên nhà em bao ship cho các bác cái dòng chảo Seki như này. Hàng đẹp xịn sò luôn. Đấy, nhận hàng với em thì các bác yên tâm luôn, kiểm tra hàng thoải mái nhé.
350k. Đấy, các bác lên cho em mã là mã chảo Seki nhé. Đấy, mã chảo Seki 350k ở bên em báo ship. Một cái mã tiếp theo nhé, em xin giới thiệu cho các bác, đó là một cái dòng đèn 8 cánh này. Hàng cực kỳ xịn sò luôn nhé. Nó sẽ gồm có cho các bác 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cánh và một cái điểm sáng ở giữa nữa là 9. Đấy, con này thì công suất của nó hơi to. Con này công suất của nó sẽ là 200W. 200W này. Đấy, các bác muốn sáng rộng thì các bác bóp nó ngược lên này. Đấy, cho nó gập lên như này. Còn các bác muốn sáng nó tán ở gần cái chỗ các bác ngồi với bàn học các thứ thì các bác sẽ gấp nó xuống một chút đấy. Thì các bác gấp, có thể gấp ngang ngược lên này. Đấy. Rất là tiện lợi luôn nhé. Một cái dòng đèn 8 cánh đây, công suất của nó là 200W. 200W. Hàng cực kỳ bền luôn nhé. Con này dùng cực kỳ bền luôn. Đấy, hàng cực kỳ đẹp, xịn sò và rất là sáng. Con này thì bên nhà em đang có mức giá đó là sẽ là 190.000 đồng. 190.000 đồng một cái mẫu đèn 8 cánh, công suất sẽ là 200W. Công suất 200W nhé. Đây để em ghi cho các bác cái mức giá vào đây cho nó dễ này. Đấy, 190k. Bóng 200W này. Bóng 200W 190k. Đó, hàng xịn sò luôn, nhận hàng thì các bác yên tâm luôn là lắp xoáy đuôi và kiểm tra thoải mái nhé các bác nhé. Đấy, các bác đi qua kênh thì bớt chút thời gian cho shop em Dân Trịnh xin một nút like các bác nhé. Bác nào chưa đăng ký kênh thì có thể đăng ký kênh để cập nhật những cái sản phẩm tốt và chất lượng bên nhà em nhé. Này thì bên nhà em lại về thêm một cái mã máy cạo râu. Tất cả thì đần lô này thì có cả pin, có cả sạc bằng pin nhé. Con này thì nó là hàng tất cả của Panasonic. Dòng này thì nó là một dòng rất là ok luôn nhé. Đây, để em sẽ bóc ra cho các bác xem. Bên trong này thì đầu tiên của nó thì là nó đây. Nó sẽ có một đôi pin và một cái cho các bác luôn này. Con này thì mã của nó sẽ là EIS 6850, hàng của Panasonic và con này thì Made in Thái Lan, nó sản xuất tại Thái Lan nhé. Và vẫn như thường lệ thì sẽ tặng kèm thêm một đôi pin của Pana, một đôi pin của Panasonic để cho nó rất là xịn sò luôn. Đây em lấy đôi pin này của máy, trong cái máy này cho nó đỡ phải bóc. Đây. Nó là dòng máy chạy bằng pin. Thì các bác lưu ý như khi các bác lắp pin ý, thì các bác lắp đúng theo cái chiều. Tất cả cái dòng máy cạo râu sang bên Nhật ý, là các bác lưu ý lắp theo đúng theo cái chiều của nó đây. Đấy, lắp đúng theo chiều đấy của nó. Và các bác để lắp lại. Con này dùng rất là tiết kiệm pin nhé. Chạy rất là êm luôn. Lưỡi của nó bằng thép không gỉ. Cái lưỡi này của nó bằng thép không gỉ. Máy chạy của nó thì êm ru luôn. Hàng còn nó mới. Hàng còn nó mới. Đấy, Panasonic. Đấy, mã EIS của nó là 8650. EIS 8650. Hàng bằng pin. Con này thì giá của nó sẽ mềm hơn nhé. Con này thì bên nhà em đang có mức giá của nó sẽ là 320.000 đồng. Bao ship. Máy cạo râu Panasonic. Các bác lên cho em mã này là mã EIS 650P. Hoặc là các bác lên cho em mã này là mã cạo râu 1. Cạo râu 1 nhé. Đây để em ghi giá luôn vào đây. 320k. Cạo 1 này. Cạo 1. 320k. Cạo 1 320k. Và bao ship luôn. Và bên nhà em bao ship luôn. Thì một cái bộ này thì khi các bác nhận hàng ấy, thì nó sẽ gồm có cho các bác đó là một máy và một pin. Một máy và một đôi pin như này. Lắp pin thì lưu ý cho em một chút là như thế. Đó là cái mã máy cạo râu EIS 608650. Một cái mã tiếp theo này. Một cái mã EIS 6500P. Thì con này cũng thế. Con này cũng như con kia. Nó là hàng tất cả. Nó là hàng siêu thị Nhật. Thì các bác lưu ý là lắp pin theo đúng như thế. Con này em đang sử dụng lâu lắm. Con này em bán thực sự với các bác luôn là bán rất là nhiều. Số lượng rất là nhiều và bán rất là lâu rồi. Con này thì mã của nó là EIS 650P. EIS 650P này. Đấy, Panasonic. Chạy rất là ok luôn. Đây các bác nhìn đi. Màu thời gian này. Đó. Và con này thì em đã dùng đến. Đây các bác nhìn đi. Dùng rất là nhiều rồi. Con này thì mới về nhưng con này thì em dùng khá là lâu rồi. Khoảng gần 3 năm nay rồi. Gần 3 năm nay. Nhưng vẫn rất là sắc nhé. Cạo vẫn rất là nguột. Rất là nuột luôn. Các bác có thể nghe tiếng máy chạy. 3 năm mà máy vẫn chạy ngon lành như này. Đấy thì là các bác biết rồi. Hàng cực kỳ ok luôn nhé. Đây là máy cũ. Là máy em đang dùng. Còn khi các bác nhận hàng ấy, là nó sẽ là máy mới. Nó sẽ là máy mới. Đây. Vẫn còn cái iTab của Nhật này. Đấy, hàng của siêu thị Nhật. Đây, khi các bác nhận hàng của nó là máy mới nguyên si nhỉ. Đấy, máy mới nhé. Con này thì vẫn được tặng kèm theo đôi pin của Panasonic nữa. Đấy, cũng vẫn được như con kia. Con này thì bên nhà em đang có mức giá của nó đó là 350k. 350k. Và bên nhà em bao ship nhé. Đấy, riêng cái con này là 350k.
Đấy, hàng này tất cả nhé, tất cả này đều lấy ở siêu thị Nhật. Đấy, thế nhưng mà nó sẽ có là made in Việt Nam này, made in China này, made in Thái Lan. Thỉnh thoảng nó cũng có một lô là made in Indo. Đó thì là lưu ý cho em là như thế. Còn nó rất là nhiều nhiều nước quốc gia sản xuất. Còn nếu mà bác nào mà để ý kỹ thì nếu mà bác nào muốn cái quốc gia nào thì các bác phải bảo em, thì là để em chọn cho, tại vì cũng có lô là made in China. Đấy, nhưng cũng có lô là ấy các thứ thì nó rất là đa dạng. Không đến lúc mà các bác lại bảo là tại sao lại gửi cho anh made in này, anh chọn made in này cơ mà, thì nó rất là khó. Đấy, con này thì các bác lên cho em mã này, mã cạo 2 350k. Đấy, hoặc là các bác cứ nói là cạo giá tiền là được. Một con tiếp theo này, nguyên hộp luôn nhé. Elix 7, thương hiệu Bot, hàng mới nguyên hộp luôn. Con này thì nó lại không dùng pin. Con này cũng là pin trong thôi. Còn con này các bác cắm sạc. Con này các bác cắm sạc này. Đó, các USB đây. Con này thì khi mà các bác bật nguồn ấy thì đây, các bác phải giữ này, 3 này, 2 này, 1 này. Đấy, rồi nó mới chạy được. Các bác ấn nút này là nó chỉ là tạm dừng thôi. Còn muốn các bác muốn tắt ấy, thì là các bác lại giữ 3 giây. Đó. Con này thì dành riêng cho các bác nào có dâu quay nón, không có quay nón thì các bác vẫn dùng được. Nhưng mà nếu mà các bác nào mà có dâu quay nón thì dùng rất là ok luôn, rất là bền luôn. Mở tông đưa lên. Đấy, các bác tông đưa cái dâu quay nón đi. Đó. Khi mà các bác xong các bác tạm dừng này, các bác chuyển chế độ này. Đó, các bác bật lên này. Đấy, nó có tăng tốc độ này. 75 này, giảm tốc độ này. Đấy, phần trăm pin này. Hàng của Bot nhé. Con này thì ở đây, hàng của Bot Germany của Đức. Công suất của nó này 5W, sử dụng nguồn vào 5V. Đấy. Chi tiết của nó đây. Hàng đẹp luôn nhé. Hàng Bot đẹp xịn sò luôn. Con này thì bên em đang có mức giá của nó sẽ là 600.000 đồng. Máy cạo râu Bot 600k và bên em bao ship nhé. Đấy, các bác lên cho em cạo râu Bot. Con này thì nó sẽ có một cái dây cạc cáp sạc USB để các bác về các bác sử dụng. Rất là tiện lợi và rất là xịn sò luôn. Đó, hàng cực kỳ ok. Máy cạo râu Bot, hàng nguyên hộp nhé, hàng mới nguyên hộp luôn. Đấy, 600k và bên nhà em bao ship. Đấy, ship code toàn quốc nhé. Nhận hàng nhà em ấy thì các bác cứ yên tâm luôn là nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái rồi các bác không phải thanh toán nhé, nên là không lo lắng gì cả. 600k bao ship. Con này thì không cần mã, con này thì riêng biệt một loại rồi. Đấy, máy cạo râu Bot 600k bao ship. Mẫu đèn lồng này thì các bác về các bác chỉ việc lắp lên, cắm điện vào là nó sẽ lên hình như này, rất là đẹp luôn nhé. Con này thì đây, cái đường kính của nó đây, đường kính của nó đây là 60 cm, nó xuyết xoát thôi, năm mấy gọi là gần 56 cm cái đường kính này. Chiều cao của con này nó sẽ rơi vào cỡ tầm 50 đến hơn 50 đấy, hơn 50 đấy. Nếu mà các bác nhìn ở đây thì nó đang là hơn 50 đấy, cũng 50 đấy, đấy. Rất là đẹp luôn. Con này nhìn cũng rất là to luôn nhé, nhìn cũng rất là to. Đấy, rất là xịn sò luôn. Để em đo cho nó xem là đo cho nó chính xác. 56 cm, 56 cm. Đó, một cái dòng lồng đèn chữ Việt Nam, phúc lộc thọ vạn sự như ý, an khang thịnh vượng. Đó, chúc mừng năm mới. Nói chung là rất là đẹp luôn. Con này thì các bác treo ở trước cửa nhé. Ấy, màu đỏ thì mang xem sẽ mang đến cái vận may, độ may mắn và những cái mà rất là tích cực đấy cho gia đình. Nói chung là rất là đẹp, mang cả ý nghĩa phong thủy, cả ý nghĩa trang trí, rất là đẹp, xịn sò luôn nhé. Và con này thì mức giá của nhà em đang có mức giá cực kỳ mềm luôn, 400k và bên nhà em bao ship nhé. Lồng đèn ấy, các bác lên cho em mã này, mã lồng đèn 400.000 đồng và bên nhà em bao ship. Ở đây thì hôm nay đợt này về thêm rất là nhiều những dòng bộ nồi nhé. Ở đây thì có hai bộ, một bộ là bộ 5 đáy và một bộ 9 đáy. Em xin bóc hộp review cho các bác luôn. Lâu lâu thì bóc hộp review cho các bác. Đây. Hàng này thì hàng của Dirai Germany, nồi inox, đun bếp từ thoải mái nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Em đi vào chi tiết cho các bác luôn. Hàng còn nguyên hộp. Hàng còn nguyên hộp. Nó là có đầy đủ, tất cả là có nắp vung nhé. Tất cả nó sẽ có đầy đủ nắp vung cho các bác luôn. Đây, để em sẽ bỏ ra trước đã, rồi em sẽ review cho các bác. Đấy, nắp vung xong to xong bé. Đây này, em lên bèn
bộ nồi. Yeah, leng beng. Năm đáy. Năm đáy các bác nhé. Đây. Đấy, xoong to và xẻo. Xoong to và xẻo. Vui. Cái nào cũng như thế nhé. Nguyên đai nguyên kiện. Bộ nồi thì có nhận là nguyên đai nguyên kiện, nguyên hộp. Và hàng này của nó thì đợi em một chút nhé. Em sẽ xin bóc ra. Bóc ra từng cái một để có thể review cho các bác cho chi tiết nhé. Đấy, nó có cả cháo này. Tí nữa em sẽ đo cho các bác cái kích thước cho nó chi tiết sau. Đấy, khi các bác nhận hàng của nó là hàng mới nguyên hộp này. Đây, đầu tiên của nó thì là một cái song to. Hàng của thương hiệu Erlenbeng. Những cái dòng này thì các bác đun bếp từ, bếp ga đều được. Bếp ga, bếp từ đều được. Đấy. Trên thân này của nó là bằng nồi inox. Còn bên dưới này của nó là có thử 500 sợi hút nhé. Tại vì làm sao nó có hợp kim để các bác có thể đun bếp từ được. Có cái dòng từ tính để nó đun bếp từ được. Kích thước của nó này 24cm đo lọt lòng nhé. 24cm lọt lòng. Còn phủ bì của nó, miệng của nó là 25,5. Đấy. Sâu của nó này 14,7cm. Có đầy đủ nắp vung. Đầy đủ nắp vung cho các bác như thế này luôn. Hàng đẹp luôn đi. Đó, một con song to này. Một con chảo này. Đầy đủ luôn. Đấy, ở ngoài này thì nó cũng có thông số cho các bác rồi này. Đấy, 24 sâu 7,5. 24. Phủ bì của nó là hơn 25. Nhưng mà nếu mà nó tính ở đây thì tính lọt lòng 24 này. Đủ luôn nhé. 24 này. Sâu của nó thì bên ngoài thì nó sẽ dày hơn mấy ly này. Đấy, dày hơn 5 ly. Đây là 8. Còn bên lòng bên trong nó 7,5. Đáy này của nó là dày 5 ly. Mỗi ly là một cái lớp của nó. Hàng cực kỳ đẹp luôn. Một cái chảo này. Một cái xoong bé để các bác rang thịt này. Nói chung là rất là nhỏ xinh và đẹp nhé. Nhỏ xinh và đẹp, hàng chất lượng luôn. Riêng hàng của shop em thì các bác nhận hàng, các bác kiểm tra hàng thoải mái nhé. Nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái rồi các bác phải thanh toán 16. Sâu 10,5. Có nắp vung 16 trên 10,5 này. Một con nhỡ nữa này 18. Sâu 12. Tất cả đều đầy đủ nắp vung hết. Này, cái này nắp vung của con này 20. Sâu 12,5. Đấy, đây là 5 con rồi này. Và một cái con nữa đó là một cái xoong ngoái bột. Và một cái xoong nữa đó là một cái xoong ngoái bột. Hàng thương hiệu Erlenbeng. Chi tiết luôn nhé, em giới thiệu rất là chi tiết nhé. Đấy, các bác đặt hàng thì liên hệ với số hotline em này góc màn hình nhé. 16. Sâu 10,7cm. Đó, chọn một cái bộ nồi như thế này. Bên nhà em đang có mức giá của nó, đó là 700.000 đồng. Bao ship luôn cho các bác luôn. Hàng mới nhé, hàng mới chưa qua sử dụng. Hàng mới chưa qua sử dụng 700k bao ship cho các bác. Bộ nồi Erlenbeng Đức, bộ nồi 5 đáy. Đấy, các bác có thể bảo em là bộ nồi 5 đáy hoặc là bộ nồi Đức, các thứ đều được. Đấy, 700k bao ship. Một bộ nồi nữa này. Con này thì của Kasai Villa. Bộ nồi này thì là bộ nồi 9 đáy. Bộ nồi 9 đáy này. Đấy. Hàng cũng còn nguyên hộp luôn nhé. Hàng cũng còn nguyên hộp luôn. Hàng cũng còn nguyên hộp luôn. Chưa qua sử dụng và cái hàng này nó rất là xịn. Những cái hàng này nó rất là xịn và rất là chất lượng. Đây, nó sẽ gồm cho các bác này. Nó đều như bên kia thôi. Nó là sẽ là có hai cái nắp vung này. Nắp vung to này. Hai cái nắp vung này. Xoong vung này. Xoong. Đủ 6 món cho các bác luôn. Nó sẽ đủ 6 món luôn.
Tí nữa em sẽ giới thiệu chi tiết cho các bác luôn bộ nồi chín đáy. Xịn xò luôn. Con này cầm vào rất chắc tay nhé. Cái bộ nồi này cầm của nó rất chắc tay. Đấy, riêng cái bộ nồi này thì không thể chê được. Các bác nhận hàng, các bác kiểm tra hàng thoải mái nhé. Nhận hàng, kiểm tra hàng thoải mái luôn, hàng đảm bảo cho bác luôn. Đỉnh của shop luôn. Đỉnh của shop luôn nhé. Đây, nó sẽ gồm có đầu tiên cho bác đó là cũng như con kia, một con song to. Hàng của Kasai Villa. Hàng của Kasai Villa nhé. Hàng cực kỳ đẹp, cực kỳ dày luôn. Đấy, hàng cực kỳ đẹp, cực kỳ dày luôn. Kích thước của con này, này. Cũng là 24. Sâu 14cm. Đầy đủ cho các bác là nắp vung nhé. Đó, đầy đủ cho các bác. Hàng đẹp luôn. Nắp vung này. Một con chảo này. Kasai Villa, nói chung là hàng của Kasai Villa thì các bác yên tâm rồi. Một con chảo cũng 24cm nhé. Đấy, 24cm sâu 7,5. Nó cũng kích thước như con kia thôi. Một con này. Một con song nhỡ này. Em đo đang đo lọt lòng nhé. Em đo lọt lòng thôi. Chứ cứ đo phủ bì của nó sẽ to hơn. 20. 12. 20 sâu 12. Nắp vùng này. Một cái song con này. 18. Sâu 11. Một cái song con nữa này. Con này 16. Đò thì có nắp vùng này là cũng già này. Đòn nắp vùng này hơi rộng. 16. Sâu 10cm. Một con song máy bột này cũng thế. 16. Sâu 10cm. Nếu mà các bác đo phủ bì ý, thì nó sẽ rơi vào rộng hơn. Nó sẽ rơi vào hơn 17cm. Bộ nồi này là bộ nồi 9 đáy. Bộ nồi này là bộ nồi Kasai Villa 9 đáy. Đó, con này thì hàng của Kasai Villa, hàng đẹp luôn, đỉnh luôn, chín đáy nhé. Đáy nó rất là dày dặn luôn và cán cầm của nó, thương hiệu của Kasai Villa thì các bác yên tâm rồi. Một thương hiệu cực kỳ nổi tiếng và cực kỳ chất luôn. Con này thì bên nhà em đang có mức giá đó là 950.000 đồng. 950.000 đồng và bên nhà em bao ship cho các bác cái bộ nồi Kasai Villa này nhé. Hàng cực kỳ đẹp luôn. Đấy, nhận hàng nhà em thì các bác cứ kiểm tra hàng thoải mái rồi mới phải thanh toán nhé các bác nhé. Đấy, các bác đi qua kênh thì bớt chút thời gian cho shop em dân Trịnh Sim một nút like các bác nhé. Một cái mã nữa này, hôm nay thì lại về cũng về thêm cho các bác, đó là một cái mẫu chổi lau nhà, giá cực kỳ rẻ luôn nhé các bác nhé. Con chổi lau nhà này thì nó sẽ gồm cho các bác đó là đây, khi các bác nhận hàng thì em sẽ đã để sẵn cho các bác một hộp như thế này rồi. Đó, các bác về có chỉ việc mở ra. Bên trong này của nó sẽ gồm có cho các bác này hai cái chổi, hai cái như này là hai cái chổi luôn này. Đấy, hai bộ, hai cái luôn, riêng biệt luôn nhé, riêng biệt luôn để các bác tự lắp vào. Đó, 8 miếng rẻ lau. Cái này thì các bác dùng không biết bao giờ hết. Cái rẻ lau này thì các bác sử dụng rất là ok luôn. Đây, để em xin các bác một vài ít phút thời gian để em lắp vào. Đấy, tiện thể bác nào mà chưa biết lắp thì các bác có thể nhìn thấy để các bác lắp luôn nhé. Đấy, các bác lắp vào hai cái đầu như này này. Đấy, các bác ấn vào thì nó sẽ giữ rất là căng nhé. Đấy, còn cái này đây, các bác lắp vào đây. Đấy, rồi quay này các bác đặt vào. Đã là hoàn thành một cái chổi. Khi mà đây, nó sẽ có một cái là bắt đầu chúng bác có 4 cái thân như thế này. Các bác lắp vào. Cái màu đen này là cái cuối, sẽ là điểm cuối cùng thôi nhé. Cái màu đen này nó sẽ là điểm cuối cùng để tiếp giáp với lại cái chổi kia. Đây, các bác xoáy vào. Ống của nó là ống inox không gì nhé. Các bác muốn quét lau dài, lau ngắn thì tùy thuộc theo chiều cao của nhà mình và chúng ta để lắp cái ống này. Đấy, nếu mà chiều cao chúng ta cần cao thì chúng ta lắp dài, còn nếu mà các bác không cần cao thì các bác có thể lắp thấp thôi. Đó, và các bác xoáy vào đây.
Con này thì nó có thể xoay cho các bác đó là 360 độ. Đấy, góc cạnh nào các bác cũng có thể xoay được. Và đây, khi các bác đặt vào đây thì nó sẽ có một đầu là vắt, một đầu là giặt. Đây là cái này là giặt này. Đấy, các bác cho đấy, các bác giặt này, xong là các bác cho vào đây. Cho vào đây thì các bác gạt xuống là nó sẽ vắt. Đấy, một bên là giặt, một bên là vắt. Đây, các bác ấn mạnh xuống này nó sẽ vắt. Đấy, còn các bác lại bỏ ra. Còn bên này là giặt. Đấy, các bác cứ giặt này. Rất là tiện lợi luôn nhé. Xoay 360 độ, con này thì rất là dài để các bác có thể lau nhà. Nó rất là thấp nhé. Đây các bác có nhìn thấy nó hạ xuống rất là thấp, chỉ có khoảng 4-5 cm thôi, nên là các bác có thể ở gầm ghế, gầm bàn các bác có thể cho vào để các bác lau thoải mái, rất là sạch sẽ nhé. Một cái dòng chổi lau nhà này thì nó sẽ gồm có cả một bộ của nó sẽ gồm có hai cái chổi như này, tức là hai người trong gia đình cùng lau đều được. Đấy, nó rất là nhiều luôn. Và hoặc là hỏng cái này chúng ta có thể sử dụng cái khác. Con này thì dùng rất là bền luôn, không biết là khoảng vài năm các bác có dùng hết được không. Đó, và giá của nó thì rất là rẻ. Con này thì chỉ có 200.000 đồng thôi, 200k, và bên nhà em bao ship cho các bác nhé. Cái chổi lau nhà này, đấy, nó sẽ có hai màu, màu xanh và màu trắng sữa này cho các bác này. Đấy, bác nào chọn màu cũng ưới em nhé. Đấy, dòng nồi cơm thì nó tất cả nó đều như nhau thôi, có khác nhau mỗi cái giá tiền với cái màu sắc của cái nồi cơm mà khi các bác nhận hàng. Thì ví dụ các bác yêu cầu màu nào thì các bác cứ bảo em trước. Đấy, ở đây nhà em có 1 lít là 350.000, 1 lít 2 là 370 và 1 lít 8 là 400k. Đấy, thì nếu mà các bác bình thường không thì các bác cứ dùng lít 8 này, rộng rãi mà nó thoải mái, giá của nó cũng thế. Còn nếu mà các bác dùng ít người cần thì các bác dùng những dòng giá nó mềm hơn. Còn đây thì nó đều như nhau, một dây sợi dây điện này, môi sới cơm này. Hàng này hàng của Sharp nhé. Công suất của nó tất cả là sử dụng điện 220 và 700W. Và kích thước của nó thì là dung tích của nó khác nhau một chút thôi. Lòng nồi cơm này, hàng này là hàng mới chưa qua sử dụng nên là các bác có thể yên tâm. Cực kỳ đẹp và cực kỳ chất luôn. Cái dòng này thì số lượng khách nhận hàng và ưng ý rất là ok luôn. Nấu cơm ăn cơm rất là ngon nhé. Và cái dòng này thì nó rất là tiện vì nấu cơm ăn nhanh. Nhà các bác nào mà ví dụ có bạn các bạn bé bé ấy thì cũng có thể nấu cơm được. Tại vì cái công tắc bật tắt của nó ở đây này. Đấy, rất là dễ sử dụng thôi. Đấy, thì các bác chỉ việc cho nước vào ấn xuống là cắm được cơm. Gioăng các thứ của nó thì nó rất là bền, cái độ gioăng của nó này. Các bác có thể nhìn thấy này. Hàng của nó thì toàn bộ nó là hàng rất là xịn sò luôn nhá. Vung cách nhật này. Đấy. Màu này của nó thì là màu xanh ngọc, cũng khá là đẹp. Nếu mà các bác nào không chọn màu thì bên nhà em sẽ là màu ngẫu nhiên. Còn ví dụ là các bác nào mà cẩn thận mà các bác muốn là thích màu nào thì các bác phải bảo em trước để bên nhà em xem là có cái màu nào để có thể gửi đến các bác nhé. Không đến lúc lại không có cái màu đấy, nhầm đến lúc mà nhận hàng nó lại rất là khó mang tiếng ra. Đấy. Hàng này thì nó là thương hiệu của Hàn Quốc, Korea. Đấy. Rất là xịn sò luôn mà nó rất là đẹp. Giá thì bên nhà em công khai giá rồi. Đấy, và khi các bác nhận hàng các bác chỉ cần việc là thanh toán bằng đấy nữa là xong. Hàng cực kỳ xịn sò luôn nhé các bác nhé. Nồi cơm Sharp nhé, nồi cơm Sharp, hàng đẹp xịn sò chất lượng. Đấy. Xin giới thiệu đến các bác đó là một cái dòng chảo Nhật. Con này thì bên nhà em là có 3 size. Đầu tiên thì đó là một cái size 20 cm này. Là chúng ta sẽ đo lọt lòng các bác nhé. Đây này, lọt lòng là 20 cm này. Đó, nó sẽ là 20, 24 và 28. Đấy, nhà em đang trải nghiệm tất rồi. Nói chung dùng cái dòng này rất là ok luôn. Cái đáy này là dùng bếp từ thoải mái nhé. Cái đáy này dùng đáy cho bếp từ thoải mái luôn. Đấy, hàng của nội địa Nhật. Con này thì hàng của nội địa Nhật này, nhôm đúc 4 lớp, rất là ok luôn. Mặt trung dính. Hàng này thì đảm bảo cho các bác luôn là xịn sò luôn. Đấy. Cán cùng các thứ này, các bác có thể nhìn thấy này. Chắc chắn nhé, nó chắc chắn chứ nó không phải lòng lẻo cầm vào nó sợ nó bị gãy hay các thứ gì đâu. Con này rất là chắc chắn luôn, cán gỗ nên là các bác có đun bếp ga ấy, thì các bác cũng cầm nó không bị nóng. Cầm nó không bị nóng tay nhé. Và con này dùng rất là ok luôn, chống dính cực kỳ tốt. Con này thì nhà em thực sự với các bác luôn đã dùng hơn 2 năm nay rồi nhưng mà chống dính của nó vẫn rất là ok luôn nhé. Thì ở đây thì nó sẽ có giá bán lẻ và giá combo. Thì bán giá bán lẻ của con này thì nó sẽ là con 20 thì sẽ là 208. Con 24 thì sẽ là 320.000 và con 28 này thì sẽ là 350k. Đó, và cái giá của nó thì là đã được bao ship. Còn khi mà các bác mua hai cái một cặp này, hai cái ví dụ con này là 320 với 350 của nó thành 600 670, thì khi các bác mua hai con này thì sẽ là 600.000. Thì sẽ là 600.000. Còn khi bác mua hai con bé này, đấy, thì sẽ là bao nhiêu nhỉ? 6
là sẽ bớt được 50.000. Khi các bác mua hai con khác nhau sẽ bớt được 50.000. Và hai con này thì combo của nó sẽ là 600k bao ship. Đó. Hàng cực kỳ đẹp và dày dặn nhé. Đấy thì cứ cặp một cặp như này thì sẽ được riêng cặp này là cặp combo VIP rồi, là 24 và 28 thì sẽ được giảm cho các bác là thành 600k bao ship. Đấy, 600k bao ship. Còn những cái cặp khác các bác mua bất cứ một cặp nào khác thì sẽ được giảm là thành còn là giảm 50.000. Ví dụ các bác mua hai con chảo này cũng được giảm 50.000 và hai con chảo to cũng được giảm 50.000, hai con chảo 24 cũng được giảm 50.000. Giá ưu đãi luôn các bác nhé. Đó, giá thì nhà em công khai luôn trên video nên là các bác có thể yên tâm. Hàng đẹp xịn sò luôn, nhận hàng các bác kiểm tra hàng thoải mái. Đấy, Siki Sai này. Đấy, hàng của Japan. Cực kỳ đẹp luôn, đun bếp ga, bếp từ, bếp điện. Thậm chí nếu mà bác đun bếp củi được, nhưng mà đun bếp củi hơi lãng phí. Đấy, nhưng mà cái này ý là nó đun được tất cả các bếp và nó bắt từ bắt nhiệt rất là nhanh nhé. Nó bắt từ bắt nhiệt rất là nhanh, đun đỡ tốn điện và đỡ tốn ga rất là nhiều. Hàng cực kỳ ok luôn. Đấy, các bác lên cho em mã này là mã chảo Shikisai, chảo Nhật nhé. Một cái mã nữa đây, một cái dòng máy massage 6 đầu. Con này thì thương hiệu của nó là thương hiệu của Jima. Jima nhé, con này thì rất là ok luôn này. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác cái công tắc bật tắt và tốc độ. Đây các bác bật nguồn lên này. Đấy các bác bật nguồn lên, dí lì nút nhé. Đây, còn các bác muốn chuyển chế độ thì đây, P1 này, P2 này, V3 này, P4 này, P5 này. Đấy nó sẽ bài đấm khác nhé. Tức là nó sẽ có bài đấm khác nhau. Đấy. Nó sẽ có bài đấm khác nhau. Còn đây là tốc độ này. L4 này. Đấy đến L9 nó sẽ có bài đấm khác nhau. Còn bên này là tốc độ. Các bác muốn mạnh hay muốn yếu thì tùy. Đó, con này rất là đã luôn, đấm rất là đã luôn. Bác nào mà thoát vị đĩa đệm hay là đau mỏi cột sống, đau mỏi lưng các thứ này, đùi bắp đùi các thứ thì con này dùng rất là ok luôn. Giá con này nó sẽ là 700.000 đồng ở bên em bao ship nhé. Đây. Tắt nguồn. Tắt nguồn thì các bác giữ lì nút nguồn, còn tắt bật nguồn các bác giữ lì nút nguồn nhé. 700k bao ship con máy massage 6 đầu của nhà em. Máy massage 6 đầu 700k bao ship nhé các bác nhé. Nhìn các bác nhé. Một cái bộ ghế hơi, ghế massage, đệm massage. Các bác có thể, con này thì có thể dài ra nằm, hoặc là các bác có thể đặt lên ghế. Ghế thì nhà em lại không có cái ghế như kiểu là ghế ghế hơi cho các bác, nên là không review cho các bác được. Đó, con này thì nó sẽ sử dụng cho các bác đó là nguồn điện, là các bác có thể cắm sạc của vào nguồn điện 220V như thế này. Đó, các bác cắm vào cái jack cắm đây. Đây, các bác cắm vào cái jack cắm đây. Đó. Và những cái jack như này, và những cái jack như này thì các bác kết nối vào đây. Kết nối vào đây. Đó. Và một cái chân nữa này. Và một cái chân. Đấy, thì những cái chân và cái gối này thì nó sẽ điều khiển riêng. Đây. Đấy, nó sẽ điều khiển riêng này. Đấy, thì nó sẽ điều khiển riêng ở cái chân gối này. Đấy, còn cái đây, cái này nữa. Cái này thì nữa thì nó cũng sẽ có cái nút điều khiển ở đây này. Đó. Và con này thì nó sẽ có một cái hơi này. Đấy, để cho nó nâng cái lưng lên, làm sao mà nó phù hợp với cái chỗ khi mà các bác nằm ấy. Đấy, con này thì các bác có thể để trên ô tô cũng được. Đấy, xả hơi đây này. Nó như kiểu là cái máy đo huyết áp ấy. Đó. Còn là cái để em tắt đi. Đấy, rất là nhiều chế độ nhé. Đấy, còn đây, đây là cái điều khiển để các bác điều khiển được cái đệm dưới này. Đấy, rất là nhiều chế độ này. Đó, nằm rất là sướng luôn nhé. Nó dùng các bác, nói chung là về các bác cho các bác test thoải mái luôn. Còn đây là đầu. Đó, massage để các bác có thể sử dụng, nói chung là rất là ok luôn. Đấy. Tắt này. Đấy, nói chung là rất là dễ sử dụng. Và con này thì các bác nằm lên người thoải mái nhé. Sử dụng nguồn điện của con này thì nó sẽ sử dụng điện 220V, nó có cục đổi nguồn để các bác cắm vào đây. Đấy, hoặc là các bác có thể dùng DC 12V, nếu mà các bác nào dùng ô tô, trên ô tô ấy thì nó, các bác mua cái cổng để các bác cắm vào cái rắc này được. Cổng chuyển đổi để các bác cắm vào cái rắc này được. Ở đây thì nó không có, nhưng mà bộ nó không có, nhưng mà các bác vẫn có thể sử dụng được nhé. Vẫn có thể sử dụng được. Một cái bộ này thì bên nhà em đang có mức giá đó là 1.950.000 đồng nhé. 1.950.000 đồng một cái bộ, cả một cái bộ ghế nhé. Đầy đủ cho các bác về cắm điện, các bác chỉ việc cắm điện vào các bác nằm thôi. Đấy, và bộ này thì bên nhà em bao ship cho các bác luôn. Nhận hàng nhà em thì các bác yên tâm luôn. Nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái rồi các bác có thể thanh toán nhé. 1.950.000 bao ship. Mã tiếp theo này. Một cái bộ dao Nhật này.
bộ dao Nhật, hàng của thương hiệu Gold Global này, hàng còn nguyên hộp nhé. Đây em bóc hộp sẵn ra cho các bác rồi. Ở đây thì đầu tiên đó là một cái kéo cắt gà này, trọng lượng của con này là 154 gram, cần từng cái một nhé. Kéo cắt gà này, cái thứ hai là một cái liếc mài dao này, 144, thôi không phải đo nữa nhé, những liếc mài dao cũng phụ kiện này mình mới đo nhé. Một cái dao thái này đó, 171 gram, kích thước của nó này 30, từ phần lưỡi phần cán 17,5, bán dao của nó 5 cm, Global hàng nội địa Nhật này. Nó có hộp dao luôn nhé, tí nữa em sẽ giới thiệu cho các bác chi tiết cả hộp. Một con dao thái bản lớn. Tổng chiều dài của con này thì là 29, từ phần lưỡi đến phần cán của nó là 27,3, bán dao của con này nó sẽ rơi vào 8,3, trọng lượng của con này là 309, gọi là 10 đi. Đó, một con dao chặt nữa này, trọng lượng của nó là 510 gram, tổng chiều dài của nó sẽ rơi vào 31 cm, từ phần lưỡi phần cán của nó là 19, và bán dao của con này nó sẽ rơi vào 8/3. Đó, một con nữa là con gọt hoa quả này, kích thước con này thì nó là 21 cm, từ phần lưỡi phần cán của nó là 11 nhé. Chọn bộ của nó này, chọn bộ của nó đây này các bác này, hàng xịn sò luôn. Chọn một bộ dao nhé các bác nhé. Nếu mà các bác đợt này đang giá ưu đãi cho các bác luôn, nếu mà các bác không lấy nạo tặng thì sẽ là 800. Đấy, không lấy quà tặng sẽ là 800. Còn nếu mà các bác lấy cả không lấy quà tặng là 800, còn nếu mà lấy cả quà là 850k bao ship. Đấy, là quà tặng là cái bào nạo này. Đấy, quà tặng là một cái bào nạo nhé, thì là 800.000 50.000 đồng bao ship là có cái bào nạo. Còn nếu mà không có bào nạo thì là sẽ là 800k. Giá cực kỳ ưu đãi cho các bác luôn. Đó, giá cực kỳ ưu đãi cho các bác luôn nhé. 850k là có tặng quà. Đấy, thì cứ lên là 850k là có tặng quà. Còn các bác nào không tặng quà thì các bác bảo em sẽ bớt cho các bác 50.000. Không lấy bào nạo sẽ bớt 50.000. Còn nếu mà lấy bào nạo thì sẽ là 850k. Và đơn hàng nhà em sẽ bao ship cho các bác luôn. Đấy, nhận hàng nhà em thì các bác cứ kiểm tra hàng thoải mái, rồi các bác cũng phải thanh toán nhé. Nên là các bác có thể yên tâm, hàng đẹp luôn, xịn sò. Bộ dao Nhật nguyên đai nguyên kiện các bác nhé. Một cái mã nữa này, đợt này lâu lắm lại về thêm cho các bác dòng mic karaoke không dây này. Số lượng có hạn nhé, đợt này hết cái loại này, dòng này hết rồi nhé. Thương hiệu Sure. Đấy, hàng này thì khi các bác nhận hàng của nó thì nó sẽ gồm có 1-2 cái mic, một cái bộ chuyển đổi này. Đấy, để các bác cắm vào, và 3 cục pin nhé, và 3 cục pin này, 1-2-3 này. Đấy, để các bác có thể sử dụng. Nói chung là con này thì sử dụng rất là ok luôn, các bác về các bác lắp pin vào đây. Pin cũng là pin 18650 nhé. Dòng nó pin 18650 nó rất là tiện lợi. Và đây các bác bật công tắc on off này. Đó, các bác cắm vào cái âm ly, dàn loa âm ly các thứ để các bác hát. Rất là tiện lợi luôn nhé. Dùng xong thì các bác, nếu mà các bác dùng ít thì các bác sẽ phải bỏ ra để đề phòng pin nó chảy nước. Tất cả pin đều thế. Đấy, còn nếu mà các bác dùng nhiều thì thôi không cần. Đây, mic của nó đây. Thương hiệu của nó là thương hiệu Suze nhé. Hàng của Marin USA, hàng của Mỹ. Nói chung là hàng này cực kỳ ok luôn. Một cặp mic. Con này thì là một cặp mic này, một bộ đấy này. Và ở đây nó sẽ có hai sợi dây để các bác sạc. Hai sợi dây để các bác sạc nhé. Giá của con này thì bên em đang có mức giá đó là 550k. 550.000 đồng mic karaoke không dây. Và bên em bao ship, nó còn có cái màng này nữa này. Đây, để về các bác lắp vào đây. Đấy, các bác lắp lên trên này. Đó, thì khi mà nó rơi nó sẽ giảm chấn được. Nó sẽ giảm chấn được cho các bác. Rất là tiện lợi nhé, xịn sò luôn. Mic karaoke không dây. Đấy, thương hiệu Suze, 550k, và bên em bao ship cho các bác cái mã này. Đợt này thì về rất là nhiều những mẫu chống thấm này, to bé đều có cả. Đầu tiên thì là con bé trước đi. Nó đều là băng dán chống thấm của Nhật tất nhé. Đều là băng dán chống thấm của Nhật tất, kể cả to bé. Con này thì nó sẽ là bản của nó là bản 10 cm. 10 cm này là kích thước của nó, là chiều dài của cái cuộn này là 5m. 10 cm này. Đấy, các bác dở ra là sẽ được 5m.
hàng đẹp luôn nhá. Giá của nó sẽ là 100.000 đồng nhá. Giá của nó sẽ là 100.000 đồng một cuộn như này. Nhà bác nào mà thấm ít ý, mà ví dụ nứt nhỏ nhỏ ấy, thì các bác dùng cuộn bé như này. Đó là 100k, là 100k một cuộn, 100k này trên cuộn này, 100k một cuộn này. Còn bác nào mà nhà mà thấm to hơn thì các bác sẽ dùng cuộn to hơn. Cuộn này thì là cuộn 20cm. Toàn bộ của nó là hàng nội địa Nhật hết. Nó nói chung là dùng dán thoải mái luôn. Đấy, em bán rất là nhiều rồi. Thì cuộn này thì là 200k. Và bên nhà em bao ship luôn. Cuộn này là 200k và bên nhà em bao ship luôn, dán chống thấm. Dán chống thấm. Dán chống thấm 200k bao ship. Cuộn 20cm. Còn một cái cuộn này nữa này, đây là cuộn xịn sò luôn này. Cuộn này của nó là cuộn siêu to khổng lồ luôn rồi. Đấy, cuộn này của nó đây, 1 mét. Bề ngang này là 1 mét này. Đấy, thì đây nó hơn 1 mét nhưng mà cái những cái vỉa ngoài này em không tính nhé. Những cái vỉa ngoài này là em không tính. Đấy, nó hơn 1 mét nhưng cái vỉa ngoài này em không tính. Còn là độ dài của nó nhé, độ dài của nó sẽ là 15 mét. Độ dài của nó sẽ là 15 mét. Đây, các bác dài các bác cứ thế mà dán rồi. Đấy, to nhỏ dày các thứ này. Đây này. Đấy, các bác lột cái tủ bóng này ra. Lột tủ bóng này ra và các bác dán trực tiếp lên. Đấy, dán trực tiếp lên nhé. Nói chung là nắng mưa các bác không sợ, các bác có thể dán mái tôn các thứ đều được. Con này rất là ok luôn. Một cuộn này 15 mét, giá của nó sẽ là 1.500.000 đồng. 1.500.000 đồng nhá. Và bên nhà em bao ship cho các bác cái cuộn dán chống thấm này. Nói chung là rất là to luôn. Và bác nào mà bị thấm nhiều ấy, nhà các bác bị mái bị thấm nhiều, thấm to, chỗ to ấy, thì các bác nên dùng cái cuộn này. Đấy, tính ra thì nếu mà như này thì được một cuộn này 10 cái đi. 10 cái thì chỗ này 1.5 mét được ngang này thì là được bao nhiêu nhỉ? 1 mét thì là được 10 cuộn. 10 cuộn dài 15 thì nó sẽ là được 30 cuộn. Tính ra thì còn rẻ hơn, nếu mà các bác về các bác có thể cắt ra nhé. Các bác có thể dùng đến bao nhiêu các bác cắt ra thì tính ra vẫn là rẻ, vẫn là rẻ nhé, chứ không phải đắt đâu. Đấy, 1.500.000 đồng một cuộn dán chống thấm 1 mét. Dán chống thấm 1 mét 1.5 triệu. 1.5 triệu. Và bên nhà em bao luôn ship cho các bác nhé. Hàng này là hàng hiếm nhé các bác nhé. Ít khi có cái cuộn to lắm, hàng hiếm luôn. Cái mã tiếp theo này, một cái bồn ngâm chân này. Đây, cái này thì các bác lúc mà các bác đặt chân vào ấy, thì các bác tự lay, tự day này. Đấy, tự day chứ nó không có động cơ, động keo gì cả đâu. Đấy, tự day chứ nó không có động cơ, động keo gì cả đâu. Đây, rất là dày dặn và con này cũng rất là chắc chắn, có quai xách luôn này. Đấy, con này thì nó sẽ có cái công tắc điện bật ở đây. Bật này, tắt này, bật này, tắt này. Đây là hai nút tắt và đây là hai nút bật nhé. Con này thì nó sẽ có cho các bác đó là tia UV và ở đây thì các bác có thể cho ví dụ là cho cái gì vào đây, các bác đặt vào đây cũng được để cho nó sục. Và con này nó sẽ là như kiểu là giữ ấm một mức độ nước nhất định để cho nó xông những cái nước lá các thứ lên cho các bác xông chân. Đấy, cái bồn này là bồn ngâm chân nhé, bồn ngâm chân thôi chứ nó không phải là cái này nó không phải là tự động xoay. Đấy, mà các bác phải đặt chân lên và các bác xoay này thì nó mới tuần hoàn những cái cơ đùi thì những cái mạch máu của nó mới lưu thông được. Chứ bây giờ mà các bác đặt lên không ý, thì mà các bác để chân không lên này thì nó không có tác dụng. Đấy, các bác phải chân các bác cứ phải là dê này ấy thì nó mới có tác dụng là điều hòa khí huyết ở bàn chân. Đấy, hàng cực kỳ đẹp luôn, các bác cho nước vào thì cho nước vào vạch này cho em nhé. Nói chung là rất là ok, dùng tốt. Con này sẽ sử dụng nguồn điện cho chúng ta đó là nguồn điện 220V. Và con này nó sẽ có cái dơ le chống giật nên là các bác yên tâm không bao giờ sợ bị điện giật hay là cái gì cả. Hàng đẹp luôn nhé. Bồn ngâm chân này, hàng đẹp. Và giá của con này thì bên em đang có mức giá đó là 420k. 400.000 đi. 400k và bên em bao ship. Bồn ngâm chân 400k bao ship cho các bác cái mã bồn ngâm chân này. Hàng đẹp và chất lượng luôn. 400k các bác nhé. Thì giảm giá tiếp tục cho các bác đó là một cái ví hay là các bác gọi là bóp, miền Nam các bác gọi là bóp đựng tiền này, ví da. Con này thì nói chung là mềm dẻo, thật sự với các bác luôn, mềm dẻo này. Đây là còn có cái tờ giấy bên trong đấy. Hàng này hàng da bò xịn luôn nhé. Đây, 100% da bò. Đây, mềm dẻo này. Đây nhá, mềm dẻo em bóp này. Vỏ viên nhé. Cố tình làm cho nó nhàu nhé. Đây, các bác nhìn thấy. Nhìn rõ ra nó lại bình thường. Đấy, nó rất là bền luôn nhé. Chất liệu của nó rất là bền. Rất là xịn sò luôn, con này rất là dẻo dai và rất là chắc chắn. Và các bác tiền đây ngồi trên đít ý, thì nó sẽ không khó chịu. Đấy, hàng đẹp cực kỳ luôn. Con này thì da bò 1 ngăn, 2 ngăn, 3 ngăn. Ở đây thì có các cái ngăn bé này. Giá của nó chỉ có 150.000 đồng thôi. 150k. 150k một cái ví da bò này coi nhé. Hàng xịn sò luôn nhé. Đấy, nó chỉ có một màu thôi và ví kiểu ngang thì nhé. Em còn ít thôi. Nên là thanh lý cho bác với cái mức giá rẻ. Mã tiếp theo này,
thắt lưng này. Thắt lưng này thì đợt này cũng đang giá rất là mềm luôn. Con này thì da bò nhé. Hàng này thì hàng của xịn sò luôn. USA. Con này là con của USA này. Đấy, 100% da bò. Mặt của nó đâu nhỉ, để em kiếm cho các bác cái nào em dỡ mặt rồi. Đây. Mặt của nó này. Xịn sò luôn này. Con này khác nhé, con màu đen thì nó lại khác một chút này. Con màu đen này thì nó cũng là tuyệt, nhưng mà nó là kiểu có dáng khác. Con này của thương hiệu khác, hàng của Italy này. Đấy, nó khác hoàn toàn nhau nhé. Hai cái loại này nó khác nhau này. Đâu rồi? Đấy, hai cái loại này nó khác nhau hoàn toàn luôn. Thì bên nhà em bán đồng giá cho các bác với cái mức giá đó là 250.000 đồng. Mặt của nó như thế này. Mặt của nó bóng như này. Rất là bóng luôn nhé. Hàng đẹp xịn sò luôn, chất lượng luôn. Đấy. Mà giá chỉ có 250k em xin lỗi. 250k, con này bao ship luôn nhé. Đây. Xịn sò. Đợt này thì bên nhà em lại về thêm cho các bác ổ đối nối. Đấy, ổ cắm điều khiển từ xa. Hai lỗ. Đấy, con này thì một phát là các bác có thể điều khiển được hai cái lỗ này nhé. Các bác cắm vào đây rồi các bác bật công tắc này. Đấy, bật tắt on off này. Thì con này thì nó lại có một cái là nó nhược điểm một tí là các bác tắt là tắt một phát hai cái luôn. Đấy, và bật một phát hai cái luôn, nhưng mà nếu mà nhiều khi các bác cần sử dụng đến hai cái thì các bác đều có thể sử dụng được. Con này thì công suất của nó là 30A trở xuống này. Đấy, từ khoảng cách điều khiển từ xa là 100m đến 1km này đều có thể ok này. Hàng xịn sò luôn nhé. Nó một bộ này khi các bác nhận hàng của nó thì sẽ gồm có cho các bác đó là một cái điều khiển và một cái bộ như thế này. Các bác cắm trực tiếp vào. Rất là ok luôn nhé. Đó, hàng đẹp. Điều khiển mà xa xa quá thì các bác kéo này ra, các bác rút cái đầu này lên cho em. Con này thì các bác lên cho em mã này là mã ổ cắm điều khiển từ xa 2 chạc. Đấy, điều khiển từ xa 2 chạc, giá của nó sẽ là 300.000 đồng. 300k và bên em bao ship cho các bác các bạn. Đấy, ổ cắm điều khiển từ xa 300k bao ship. Nhận hàng nhà em ấy thì các bác yên tâm luôn, nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái rồi các bác không phải thanh toán. Nên là không phải lo lắng là bị nọ bị kia hay làm sao cả. 300k bao ship. 300.000 đồng và bên nhà em bao ship. Ổ cắm điều khiển từ xa. À, ổ cắm 2 chạc. Còn đây. Cũng lại một loại ổ cắm nữa này. Con này thì cũng điều khiển từ xa nhưng con này nó chỉ có một cái ổ để các bác cắm thôi. Đấy, con này chỉ có một cái ổ để các bác cắm thôi. Tức là nó cũng có một cái điều khiển này. Và một cái ổ cắm này. Thì con này thì các bác cắm trực tiếp vào nhé. Công suất của con này cũng là 30A này, điều khiển từ xa con này cũng là từ 100m đến 1000 đến 1 cây số. Để các bác có thể điều khiển thoải mái. Xa thì các bác rút cái này lên cho em nhé. Xa thì bác rút lên. Còn nếu mà gần thì thôi. Đấy, một bộ của nó như thế này. Hàng đẹp luôn. Con này thì rẻ hơn. Con này thì giá của nó sẽ là 250k. 250k và bên em bao ship. Đấy, các bác lên cho em mã này mà ổ cắm nhé. Ổ cắm 1km này. Ổ cắm 1km. Con này thì 250k hôm nay. An toàn nhất thì các bác cứ chụp lại màn hình giúp em nhé. An toàn nhất các bác lại chụp lại màn hình giúp em. 250k và bên em bao ship. Một cái ổ nữa này. Cái ổ nữa này. Cái dòng này nó là ổ đấu nối này. Đấy, nó sẽ có cho các bác đó là để các bác đấu nối. Ở đây thì nó sẽ có ký hiệu 12 cho các bác này. Con này thì điều công suất của nó thì hơi bị to luôn. Công suất của nó là 40A. Để các bác điều khiển cho các bác là những cái xa, những cái to, máy bơm nước hay là các thứ đều rất là ok luôn. Đấy, cứ đúng công suất là được. Đâu nhỉ? 40A này. 40A. Đấy, cách đấu nối của nó thì nó sẽ như con này luôn. Nó sẽ như cái con này này. Đây. Các bác đấu nối vào là 1 2 là vào, con này nó rẻ hơn thì tí nữa em sẽ giới thiệu cho các bác. 1 2 là điện vào nhưng 3 4 là điện ra và các bác điều khiển. Con này thì giá của nó sẽ là 220.000 đồng. 220k. Đấy, một bộ này. Đấy, các bác lên cho em mã này, mã bộ ổ đấu nối 40A. Hoặc là ổ đấu nối 40A này. 220k bao ship. Ổ đấu nối 40A 220k bao ship. Còn đây, cách đấu nối thì tất cả nó hai con này nó giống nhau. Một con là đấy, các bác cắm vào. Ở đây thì nó cũng có, sẽ có cái công tắc để các bác bật tắt này. Đấy, và con này thì đây nó bị vỡ cái đuôi này nhé. Đấy, thì rất là dễ sử dụng thôi. Đấy, các bác sẽ dùng remote để các bác điều khiển nhé.
Đấy, con này thì đây, bật này, tắt này. Đấy, on off ở đây, bật này. Đấy, bật này. Bật tắt này, bật tắt này, bật tắt này. Đấy, các bác chỉ cần ấn nút thôi. Đấy, các bác chỉ cần ấn nút bật tắt này. Đấy, bật tắt, bật tắt, bật tắt. Đấy, bật tắt thoải mái. Đấy, tắt off này. Off là tắt, on là bật. Đấy, thì khi các bác nhận hàng nó sẽ là một cái ổ mới như này. Rất là dễ. Đấy, rất là dễ, các bác bật tắt thoải mái. Con này thì công suất của nó chỉ có 20A thôi. Đấy. Đây này, đặt lạnh keo này, on một lần là nhấp nháy 3 lần bật xong tắt máy này. Đấy, thì nó rất là nhiều cái hướng dẫn này. Đấy. Đấy, nó rất là nhiều cái lệnh này. Đấy, các bác có thể đọc ở hướng dẫn sử dụng này. Đấy, on off là cách bật bình thường này. Đấy, và những cái tắm bộ nhớ reset này. Đấy, thì nó có những cả hướng dẫn luôn nhé. Nó có cả hướng dẫn cho các bác cách đấu nối với các thứ ở trong cái hộp này luôn rồi. Đấy, và giá của con này thì của nó sẽ là 90.000 đồng thôi. Đấy, khi các bác nhận hàng nó sẽ là một bộ này. Đấy, ổ đấu nối 90K. Các bác lên cho em mã này là mã ổ đấu nối 90K. Đó, giá của nó là 90.000 đồng. Hàng đẹp luôn. Đấy, nhận hàng thì các bác kiểm tra hàng thoải mái nhé. Và con này thì bảo hành đổi mới cho các bác trong vòng một tuần đầu luôn. Hàng xịn sò. Mất điện này. Các bác cắm quạt, cắm ánh sáng, một con kích điện 12V. Đấy, công suất 220W từ điện 12V nhé, tức là từ cái bình ắc quy xe máy, ấy, xe đạp của các bác lên nguồn điện 220V. Con này thì rất là dễ sử dụng thôi, các bác kẹp vào. Các bác kẹp vào cái bình ắc quy của các bác là được. Lưu ý cho em một chút là 12V. Và đây này nó chỉ bằng 3 ngón tay thôi nhé, tại vì công suất của nó chỉ có 220W. Các bác cắm này, wifi này, quạt này, ánh sáng, bóng điện đều được. Đấy, thậm chí là những cái nào mà công suất còn dưới 220W thì các bác đều có thể sử dụng được, kể cả tivi. Đó, thì nó cũng rất là tiện. Nếu mà nhà bác nào mà đang có bình ắc quy mà thì chúng ta sử dụng cái loại này cũng được, tại vì các bác cắm quạt thì nó rất là tiện luôn. Đấy, cứ 12V cho em là được, nhưng còn bình bao nhiêu AH cũng đều được, bình to bình bé đều được, chỉ cần bình 12V thôi. Giá của con này rất chi là mềm luôn. Con này bên nhà em đang có mức giá chỉ có 220.000 đồng thôi. 220K mà bên em còn bao cả phí ship cho các bác nữa nhé. Nên là các bác cứ yên tâm luôn, giá hôm nay thì giá toàn giá rẻ giật mình cho các bác. Đó, mã đầu tiên đó là mã sạc bình ắc quy của nhà em này. À, kích điện cho em xin lỗi, kích điện từ 12V lên 220V. Cái mã kế tiếp này. Bảng led 12V nhé. Bảng led 12V kích thước của nó một chiều là 11, một chiều 22. Đấy, con này thì công suất 70W nhé, ánh sáng trắng và ánh sáng vàng đầy đủ hết. Đấy, các bác ưng màu ánh sáng nào thì đều có. Đây. Ở đây thì nó sẽ có đánh dấu cho các bác này, led cộng led trừ này. Đấy, thì các bác hàn chân và các bác lưu ý là hàn chân hàn cái màu dây này nữa này. Đây. Rất là sáng. Rất là sáng mà nó rất là tiết kiệm điện luôn nhé. Đó, nên là nó rất là ok. Hàng đẹp 120.000 đồng. Cái miếng nhôm này là miếng nhôm nó tự tán nhiệt nhé. Con này thì chịu nước các thứ thoải mái luôn. Các bác có ngâm dưới nước cũng thoải mái. Đấy, để ngoài mưa cũng thoải mái luôn. Rất là ok. Con này nếu mà bác nào mà để trên thùng chế, trên thùng xe tải cũng đều được. Đều được nhé. Mà giá chỉ có 120K thôi. Các bác lên cho em mã này, mã bảng led 12V. Bảng led 12V 120.000 đồng. Đấy, xịn sò luôn, miếng nhôm tản nhiệt, tự tản nhiệt đằng sau cho các bác. Xịn chất lượng. Một con mã tiếp theo này. Một con này thì nó là của Paloma. Con này còn rất là đẹp luôn. Bếp này bằng đồng nhé, nhưng mà người ta đun rồi ấy. Cái này thì em không muốn vệ sinh, tại vì vệ sinh khi mà nó sáng quá, đến lúc mà về dùng các bác em test ga các thứ nó lại về nó ám, nên là các bác muốn sáng hơn thì bác về các bác vệ sinh qua này đi. Cái này bếp bằng đồng nhé. Con này bếp đồng. Đấy, rất là ok luôn. Hàng đẹp luôn nhé. Đây. Kiểm kiếp các thứ ok thì em sẽ review bên trên. Rất là nhạy luôn này. Bật luôn cả hai bếp cho các bác này. Đấy. Test bếp luôn cho các bác này. Test lửa này. Test chống cháy nồi nhé. Thực ra là rất nhiều shop người ta không test cho các bác này đâu. Đấy, nhưng riêng như em là test thoải mái luôn. Đấy. Test thoải mái luôn nhé. Tại vì người thật việc thật. Nhà em bán cũng người thật việc thật. Đấy, trước khi mà gửi hàng cho các bác thì em phải test trước. Đấy, test chống cháy nồi trước. Đấy. Nó cháy nồi, nó cái này nó đủ nhiệt thì nó sẽ tự tắt bếp. Đủ nhiệt tự tắt bếp. Và con này thì các bác khi mà nó tắt bếp này, các bác phải đợi nó nguội thì các bác mới có thể sử dụng được. Đấy. Khay lò nướng này. Lò nướng mới keng luôn này, lò nướng còn rất là đẹp.
Đấy, bên dưới này tất cả sẽ tặng kèm lưới chống chuột cho các bác nhé. Nhưng con này em chưa bắn đấy, em cố tình để lại để có thể review cho các bác cho nó chi tiết đấy. Còn là hàng người ta đã sử dụng rồi nên là nó sẽ cũng vẫn sẽ có một cái lỗi gì đó nhỏ nhỏ đấy, nó không đáng kể. Còn đảm bảo cho các bác luôn là bếp biết các thứ test ok đấy, lò nướng lò nướng là ok luôn. Những dòng này thì rất là xịn sò, các bác về các bác chỉ việc dùng thôi đấy, hàng đẹp chất lượng luôn. Con này thì các bác lên cho em mã này là mã bếp ga 131. Bếp ga 131. Con này thì đời của nó là đời 2021 nhé. Ga 131 2021. Con này thì giá của nó cũng là phím xoáy nên là giá của nó cũng mềm hơn. Con này thì 1.950.000 bao ship luôn. 1.950.000 bao ship, mã bếp ga 131. Một cái mã bếp ga tiếp theo này, một con Zinai, con này thì phun chức năng. Con này thì phun chức năng này, rất là xịn sò luôn. Bật bếp này, nói chung là ga thì các bác có thể nhìn thấy ga rất là xanh luôn. Đấy. Test lửa cho các bác luôn. Tắt bếp luôn. Đấy. Có chế độ nấu cơm hẹn giờ nhé. Bếp nào cũng thế này. Test cho các bác cả hai bếp luôn. Đấy, test cho các bác cả hai bếp luôn. Giảm lửa này. Tắt bếp luôn. Đây. Không có tí gà nào ra nhé. Mà bếp vẫn đang bật. Đấy. Nên là nó rất là an toàn khi các bác dùng những dòng này. Con này thì Zinai, hàng Zinai, kích thước của nó 59 nhân với một chiều của nó là 40.5. Con này thì ở chỗ này này, nó bị xước một chút nhé. Đấy thì xước là em bổ là xước nhé, không đến lúc mà lại đến lúc mà nhận về nó lại mất công. Đấy, hàng còn nói chung là toàn bộ của nó thì còn ok, tất cả là đẹp. Khay lò nướng của nó này. Lưới chống chuột bắt cẩn thận luôn. Hàng nói chung là hàng ok, đẹp sò luôn. Đấy, tặng lưới chống chuột, tặng quà cho các bác là đôi pin. Đấy. Con này thì đời của nó cực kỳ cao, đời 2021 và để quên mất từ nãy giờ cũng giới thiệu cho các bác mặt trên của bếp. Mặt của nó còn rất là đẹp này. Sạch sẽ. Đẹp, nói chung là đẹp và vệ sinh sạch sẽ cho các bác rồi. Đây. Nhìn gần như là còn mới luôn, tại vì bếp này người ta ít dùng ấy. Đó. Các bác về là chỉ việc là lắp ga vào và là dùng thôi. Lắp ga vào là dùng thôi nhé. Nên là dùng thoải mái luôn. Các bác lên cho em mã con bếp ga này là mã 132. Bếp ga 132 phun chức năng nhé. Con này thì bên em đang có mức giá đó là 2.500.000 dòng chức năng. Ga 132 021 2.500.000 bao ship. Đấy, bác nào cẩn thận thì các bác cứ chụp lại màn hình giúp em. Cái mã bếp ga tiếp theo nữa này. Con này của nó là Paloma nhé. Em thì Zinai Paloma có đầy đủ cả. Rất là nhạy luôn. Này, tăng giảm ga này. Đấy. Tăng giảm ga đều ok nhé. Đấy. Thì lúc nào cũng thế, bên nhà em sẽ để cho các bác một bếp to và một bên bếp bé hơn một chút. Đấy. Con này thì đây, tất cả các bếp của nó thì ấn nhẹ là lên ga rất là xanh đẹp này. Test thử cho các bác luôn. Test thử bếp luôn này. Giảm ga này, tắt bếp này. Quên mất một đấy. Giảm ga này. Tắt bếp này. Đấy. Nó rất là an toàn luôn, cái chế độ chống cháy nồi của nó. Hàng cực kỳ ok nhé. Khay lò nướng này. Bên trong của nó này. Đấy. Lưới chống chuột đã bắt đầy đủ cho các bác rồi nhé. Lưới chống chuột các thứ đã bắt đầy đủ cho các bác rồi nên là các bác yên tâm. Con này thì kích thước của nó đo luôn cho các bác luôn này. 59 nhé. Nhân với một chiều này của nó là 415. 41. Con này thì hàng còn rất là đẹp luôn. Đời con này là đời 2020. Đời 2020. Các bác lên cho em mã này là mã bếp ga 133. Ga 133 2020
không. Giá con này thì nó sẽ rơi vào 1.950.000 cả. Đấy, phím ấn lúc nào nó cũng đắt hơn là phím xoáy các nhé. Con mã bếp ga tiếp theo này, một con Zinai nữa, con này cũng full chức năng. Đấy, quên mất không giới thiệu cho bác này, con này này nấu cơm này. Đấy, nấu cơm này, đun nước này. Đấy, thì các bác nấu cơm đun nước thoải mái luôn, ga lửa rất là xanh luôn. Đấy, và cái độ chống cháy nồi của nó này. Đấy, giảm lửa này. Tắt bếp này. Đấy. Test tùng các thứ thoải mái cho bác luôn. Đấy, giảm ga này. Tắt bếp. Đó. Tất cả đều rất là ok nhé. Kể cả lò nướng. Quên mất từ nãy giờ không quay cho bác lò nướng. Đấy. Đây, sạch sẽ nhé. Lò nướng của nó 2 tầng lửa này. Đây các bác có thể nhìn thấy ở đây tầng, đây tầng, 2 tầng. Xanh đét đẹp, đẹp mỹ mãn luôn. Đấy, 2 tầng lửa lò nướng nhé. Hàng của Zinai. Con này thì đời của nó tương đối là cao, đời 2021. Về hình thức thì nó còn tương đối là đẹp. Bên trên mặt bếp của nó đây. Họng của nó này. Tất cả thì còn rất là ok luôn. Các bác có thể nhìn thấy đây. Sạch sẽ luôn nhé. Tất cả đều sạch sẽ và đẹp, xịn sò luôn. Về là các bác chỉ việc là cắm ga và là các bác dùng thôi, không phải lo lắng gì cả. Cứ cắm ga và là dùng, cắm ga và là dùng thôi. Con này thì các bác lên thuê em mã này là mã bếp ga 134. Ga 134 nhé. Đời của nó là đời 2021. Full chức năng. Ga 134 2021. Giá con này nó sẽ là 2.500.000 bao ship. Đấy. Những dòng full chức năng này lúc nào cũng thế nhé, nó sẽ giá của nó sẽ cao hơn, tại vì làm sao nó có rất là nhiều chức năng để các bác đun nấu cơm cái thứ này rất là tiện. Một mã bếp ga tiếp theo nữa này, một con Zinai rất là nhạy luôn, rất là nhạy luôn nhé. Test lửa cho các bác luôn này, bếp nào Zin bếp đấy nhé. Bếp nào riêng bên đấy khóa ga lại luôn, nên là nó rất an toàn. Tắt luôn. Đấy. Rất là nhạy luôn nhé. Nên là các bác có thể yên tâm. Mà con dòng bếp ga này nha, thì lò nướng thì rất là sạch sẽ. Lò nướng tất cả là vệ sinh sạch sẽ. Nói chung là cái dòng này bọn em không phải vệ sinh nhiều, tại vì nó cũng sạch sẵn rồi. Đấy, đây lò nướng này. Có thay đậy luôn, tí em sẽ giới thiệu. Đấy. Test tổng các thứ ok cho bác thôi. Sạch sẽ. Mặt của nó thì rất là ok luôn. Đấy, bên họng của nó này. Đấy, đây là cái Đấy, bên trong họng của nó này. Sạch sẽ luôn nhé. Nên là các bác có thể yên tâm, nó hơi nóng một tí. Bếp chống cháy nồi đầy đủ. Đấy, nó hơi nóng một tí thôi, bếp chống cháy nồi cho các bác đầy đủ luôn. Các bác lên cho em cái mã này, bếp ga này là mã bếp ga 135. Ga 135. Con này có cái mức giá của nó đó là 1.900.000. Đời con này là đời 2020. Ga 135 2020. Giá của nó sẽ là 1.900.000 bao ship. Nó rất là đẹp thôi, nó rất là đẹp, nhưng mà cái này các bác có nhìn thấy đi. Đấy, nó sần sần tí. Hàng thì cực kỳ đẹp luôn. Đấy, chiếu điều hòa này. Con này thì nhà em có đầy đủ các kích cỡ, tí nữa em sẽ ghi kích cỡ và báo giá cho các bác. Có một cái điều lưu ý cho các bác một chút, đó là cái chiếu 1m2 là nó sẽ có một cái vỏ gối, còn lại là hai cái. Đấy, còn lại hai cái vỏ gối viền lụa nhé, viền của nó là viền lụa này, cực kỳ đẹp luôn. Đây, hai mặt, hai mặt mùa đông mùa hè thì các bác đều có thể sử dụng được. Đấy, hai mặt, mặt của nó thì nói chung là rất là đẹp, nó rất là nhiều mẫu mã. Đây, để em sẽ dở cho các bác thêm một cái chiếu nữa.
chiếu này còn mét 8 này. Nó cái mặt đằng sau này nó có rất là nhiều cái kiểu mẫu mã nhé, nên là cái mặt đằng sau này thì nó sẽ là mặt ngẫu nhiên, còn cái đằng trước này của nó là sẽ là mây, còn đằng này nó là lụa ấy, để nó may vào để các bác mùa đông ý, các bác có thể lật ngược ra các bác dùng ấy, hoặc là những trời lạnh thì các bác có thể giật lật ngược ra các bác có thể dùng thoải mái luôn đó. Con này thì nó sẽ có đầy đủ các kích cỡ cho các bác, như kiểu là 1m2, 1m5, 1m6, 1m8 và 2m2 đó, thì là ở đấy có vài cái số loại chiếu như thế. Và đây thì em sẽ ghi luôn cái giá tiền vào đây nhé, thì chiếu 1,2 này nhân 2m này. Đấy, thì cái con này thì các bác lưu ý là có một cái vỏ gối thôi, thì giá của nó sẽ là 320k. 1m5 này nhân 2m này là 340k. 1m6 này nhân 2m này 360k. 1m8 nhân 2m 380k. Và 2m2 nhân 2m ấy, giá của nó sẽ là 400k. Và toàn bộ cái đơn hàng này, cái sản phẩm này thì bên nhà em đã bao gồm phí ship cho bác rồi nhé. Tức là các bác chỉ nhận hàng, các bác chỉ thanh toán đủ bằng lấy tiền là được. Hàng cực kỳ đẹp luôn đấy. Và hàng này thì là hàng của Muji, thương hiệu Muji, cực kỳ xịn sò luôn đấy, cực kỳ xịn sò luôn. Đây nó có 1, 2, 3, 4, 5 loại thôi. Cái này là 2m2 nhé, nhân với 2m, cực kỳ xịn, chất lượng đó. Các bác đang xem video thì bớt chút thời gian cho giúp em xin một nút like các nhé. Thì em về được rất là nhiều những mẫu đèn pin nhé. Đấy, các bác có thể đi nắng đi mưa đều được những dòng pin, đèn pin này này. Con đèn pin này là đèn pin hai đầu này, hàng của Polis nhé. Hàng Polis, hàng cực kỳ xịn sò luôn. Đây, nó sẽ có hai đầu, một đầu là các bác xoay, có thể xoay xa này. Đấy, rất là sáng như các bác nhé. Em đang ánh sáng để quay video này mà nó trên tường này nó còn rất là sáng này. Đó. Sáng yếu đi này. Sáng ở bụng này, những lúc mất điện ở bụng này. Đấy, hai cái chế độ sáng và tắt này. Đầu này thì là chóa rộng này. Cái này là chóa rộng nhé. Đấy, chóa rộng yếu này. Đèn đỏ đây. Đấy, cái này rất là cần này. Ví dụ trong đêm mà lũ về này, ấy mưa lũ về mà các bác cần cảnh báo, hoặc là trong những lúc mà cần đi rừng các thứ ấy, thì cái ánh sáng đỏ này rất là sáng nên là có thể nhìn ra được. Đấy, rất là tiện lợi luôn. Con này thì nó sẽ có cho các bác, đó là cái kích thước của nó. Đây, tổng chiều dài của nó là 18cm. Cái ngang này là 8, miệng của nó là 8,5. Và con này thì có thể sáng từ 6 đến 8 tiếng liên tục nhé. Các bác lên cho em mã này là mã đèn hai đầu. Con này thì ở bên nhà em đang có mức giá đó là 250k. 250k ở bên nhà em bao ship luôn nhé các bác nhé. Các bác lên cho em mã này, mã đèn hai đầu. Đấy, 250k. Bao ship toàn quốc luôn. Nhận hàng nhà em là các bác cứ kiểm tra hàng thoải mái rồi các bác phải thanh toán nhé. Một cái con đèn nữa này. Một con đèn này thì nó là một dòng gọi là đèn đi biển. Đấy, con này thì nó chỉ có hai tốc độ sáng này thôi. Nhưng được cái con này thì chịu nước được. Nếu mà mưa lũ các thứ các bác đi xoay thì con này chịu nước thoải mái. Và trong cái con này nó rất là rộng, các bác có thể độ chế thêm pin như thế nào cũng được. Đấy, trong này thì nó sẽ có cho các bác sẵn là 3 viên pin 18650 và cái mạch của nó. Thì các bác về muốn độ thêm pin thì các bác có thể độ chế được. Con này thời gian sáng của nó cũng từ 6 đến 8 tiếng. Đấy, cũng rất là sáng nhé, chứ không phải không đâu. Đấy, cũng rất là sáng này. Đó, rất là ok luôn. Con này thì nó là viền đỏ. Cái chóa của nó đây, cái chóa của nó cũng rất là rộng nhé. 12,5cm. Và cái chiều dài này của nó là 19,7. Con này thì bên em đang có mức giá của nó đó là 400k. Các bác lên cho em mã này là mã đèn pin viền đỏ. Đèn viền đỏ 400k bao ship. Viền đỏ 400k bao ship luôn. Đấy, cái đèn này là đèn đi biển ấy, đèn này chống nước to thoải mái luôn. Đấy, chỗ sạc của nó ở đây. Con này thì thương hiệu của nó là thương hiệu của Tokyo, Japan. Đấy, chống nước ở đây, rất là xịn sò luôn, 400k bao ship. Một con đèn pin nữa đây. Một con đèn pin nữa. Đèn này thì gọi nó là đèn ba chân các nhé. Đèn này thì gọi nó là đèn ba chân. Tất cả đèn pin như em nó chỉ có dây cáp sạc thôi nhé, thì nó không có củ sạc đâu. Đấy, các bác vặn vào. Đấy, để làm chân của nó thì khi mà gửi hàng cho các bác là em cũng sẽ có luôn. Đấy, con này thì đây, xoay này, con này thì sáng cực kỳ luôn. Đấy, độ sáng của nó thì cực kỳ ok luôn. Nó có hiển thị phần trăm pin.
Đấy, và ở đây thì nó sẽ có một cái USB và một cái chỗ sạc cho các bác. Con này thì chịu nước thì nó bình thường thôi, nó không chịu nước được giỏi như con kia. Con này thì bên các bác lên cho em mã này là mã đèn 3 chân 350k và bên em bao ship 300k, em xin lỗi. Đèn 3 chân 300k. Đây để em ghi giá vào đây nhé. Đây xong em đo cái chóa cho các bác, tại vì nó có con bé hơn thì nó sẽ rẻ hơn nhé. 300k bao ship. Con này chóa rộng sáng to, hàng cực kỳ ok luôn. Con này chóa của nó đây, chóa của nó lên đến 15,5cm. Đấy, 15,5cm. 300k bao ship. Các bác lên cho em mã này, mã đèn 3 chân nhé. Một em đèn nữa này, tháo ra này. Một viên pin một viên pin 26650 này. Dung tích pin của nó là 8600mAh. Các bác bảo này, có hiển thị phần trăm pin này. Này, xoay xa xoay rộng như này. Đấy, chóa rộng này, chóa gần này, cũng rất là sáng luôn nhé. Con này thì các bác có thể điều khiển đèn ở đây, rất là tiện lợi luôn. Và đặc biệt là nó có hiển thị phần trăm pin này cho các bác này. Ở cái này thì nó sẽ có cho các bác đó là cái sạc ở đây và một cái lỗ USB để lúc mà bí quá ấy, thì các bác có thể sạc pin bằng điện pin điện thoại thì rất là tiện đó. Một con này thì hàng của Sony nhé, hàng này hàng của Sony, hàng của nội địa Nhật. Con này thì bên em đang có mức giá đó là 250k với em bao ship. Các bác lên cho em mã này là mã đèn pin Sony, đèn Sony này, 250k bao ship, giá thì cực kỳ mềm luôn. 250k bao ship nhé, giá mềm cho các bác luôn, xịn sò. Nhận hàng nhà em thì các bác yên tâm luôn, nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái rồi các bác mới phải thanh toán nhé. Này thì ở bên nhà em về thêm một ít số những cái dòng mà xịt thuốc diệt chuột này. Đấy, thuốc diệt chuột không mùi không vị đấy, và con này thì nó yên tâm luôn, dùng đảm bảo xịn sò. Và một cái dòng đó là xịt diệt côn trùng, con này thì dán mũi ruồi các thứ thoải mái luôn này. Một cái dòng này thì nó sẽ là bán cả combo này, thì các bác mua combo thì lúc nào cũng giá rẻ hơn và bán lẻ. Một chai cũng thế, một chai này thì dung tích của nó là 450ml, 450ml thì diệt côn trùng này, hàng cực kỳ xịn luôn nhé. Đấy, con này thì hàng của nó là hàng nội địa Nhật, nguyên đai nguyên kiện nguyên hộp. Đấy, và chưa xịt, và chưa xịt. Đấy, thì các bác về các bác mở ra, mở cái đầu này ra và các bác xịt nó là xong. Hàng của nội địa Nhật nhé, nên là nó dùng rất là an toàn luôn, không mùi. Đấy, nên các bác xịt ruồi xịt giết các thứ cũng rất là tiện lợi luôn. Đấy, thì con này thì rất là an toàn luôn. Và giá của nó nhé, thì bên nhà em sẽ bán theo giá combo và bán lẻ. Thì các bác nào mà mua combo thì giá của nó sẽ là 250.000 đồng, 250k trên một cái lốc này, 250k. Còn khi các bác mua lẻ thì giá của nó sẽ là 180k. Đấy, đâu 150k chứ, em xin lỗi, 150k một chai. Còn khi các bác mua lẻ là 150k một chai, còn khi các bác mua một lốc thì là 250.000 một lốc. Hàng xịn sò luôn. Đấy, xịt diệt côn trùng nhá, không màu không mùi. Các bác về các bác nhận hàng các bác xịt thử luôn. Đấy, cho em hàng đảm bảo cho bác là xịn sò luôn nhá. Một con mã tiếp theo đây, đó là một cái dòng xịt chuột, một cái dòng thuốc diệt chuột. Dòng này thì diệt chuột rất là nhạy luôn nhé, em đã test thử ở nhà em rồi. Đấy, diệt chuột rất là nhạy. Con này thì dễ sử dụng thôi. Đây, đấy, các bác chỉ việc là cậy cái nắp ra nhé, nhưng mà các bác lưu ý là tránh chỗ tầm tay của trẻ em các thứ ra. Đấy, thì nó rất là ok luôn. Diệt chuột, con này thì bên nhà em đang có mức giá đó là 150.000 một hộp này. 150k nhé, 150k trên hộp. Đấy, và con này thì ở đây các bác chỉ cần việc lột ra xong là để chỗ nào có chuột thôi, nhất là gần có thóc các thứ này, rất là tiện lợi luôn. Đây, đấy, các bác có thể truy cập website của nó là earth.jp.com, là nó sẽ ra cái thương hiệu này. Con này rất là xịn sò luôn nhé. Đấy, diệt chuột tận gốc luôn. Và con này nó nói chung là rất là nhạy, em thử rồi, rất là nhạy và rất là ok luôn. Đấy, mà giá mềm thôi, 150k một cái hộp này.
hàng xịn sò luôn nhé. Đợt này thì cái lô này số lượng nhà em về được khoảng 30 cái. Chỗ này thì diện tích của nó không đủ nên em xếp ra 10 cái nhé. Một thùng của nó 10 cái. Con này thì khi các bác nhận hàng thì nó sẽ là khi em về là nó sẽ là nguyên đai nguyên kiện như thế này. Còn em sẽ đổi cho các bác sang điện 220V nên là em sẽ xé cái tô bóng này ra nhé. Khi các bác nhận là sẽ là nguyên đai, khi các bác nhận là đã bỏ ra rồi để em đổi nguồn. Đấy, còn khi mà em mang về này, hàng về này thì tất cả của nó đều còn nguyên túi bóng như thế này. Đó. Nó cái này nó vẫn phải xuống màu nhé, tại vì làm sao không phải là nó dùng rồi đâu mà nó để thời gian ấy. Tại vì nó là hàng mà nó lắp máy cho công ty, đấy, lắp cho những cái nhà ở bên Nhật thì nó phải để như thế. Con này thì nó sẽ không có nắp, còn bác nào muốn mua cái vỏ hộp chế riêng thì em sẽ có riêng. Đấy. Con này thì nó sẽ gồm có cho các bác đó là 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 11 con áp tép và một con CB chống giật. Và một con CB chống giật này thì ở đây thì nó rất là tiện. Đấy, các bác chỉ cần việc là nâng lên này, nâng cái thanh này lên này. Đấy, và là cho nhét dây điện vào thôi. Đấy, còn khi mà xong, các bác dùng xong các bác khóa chốt lại thì đây, các bác chốt cái này xuống này. Đấy. Thì nó rất là dễ thôi mà nó rất là giữ rất là chắc nhé. Áp tổng của nó là CB, áp tổng của nó là CB 40A. Các bác về các bác câu cho em cái nguồn điện ấy là cái nguồn điện lửa và nguội, thì các bác câu vào hai cái nguồn như này cho em. Và ra nhé, cái ra thì tất cả cái dọc giữa này là lửa. Còn hai bên đầu dưới trên này thì là các bác ra nguội. Đấy, thì nó rất đơn giản thôi. Còn cái con CB chống giật này thì nó sẽ có thể, các bác có thể chuyển được, muốn là bên pha bên nào thì pha. Đấy, nhưng mà em sẽ đấu cho các bác là hai cái này là lạnh. Hai cái này là lạnh, còn cái giữa này là lửa. Đấy, cái lửa giữa này là lửa, còn hai cái này là nguội. Đấy, thì các bác về các câu cho em là đây, lửa nguội này. Đấy, lửa nguội này. Đấy, các bác câu thế, hoặc là các bác cũng có thể câu được là những cái này là lửa cũng được, thì tùy các bác thôi. Đấy, thì tùy các bác, còn cái này nếu mà đo ra thì nó sẽ là pha lửa. Đấy, một con tủ điện như thế này. Em sẽ đo cho các bác cái kích thước để các bác xem có phù hợp không với nhà bác không nhé. Con này thì đây, nó sẽ có kích thước của nó. Đó là chiều ngang của nó sẽ là 35cm. Và một chiều này của nó sẽ là 22. Đấy, 35 x 22 nhé. Còn nếu mà các bác chế vào cái tủ điện ấy thì các bác phải tháo cái khung này ra. Các bác phải tháo cái khung nhựa xung quanh này ra này. Đấy, các bác chỉ lấy mỗi cái củ này thôi. Đấy, thì các bác tháo vứt cái khung nhựa này đi và các bác đặt vào cái tủ này. Đấy, các bác tháo ra, cắt mấy cái chốt ở trong này ra. Để đằng nào cũng phải lắp cho khách. Em thì đã có một số bác là đặt là cả vỏ này rồi. Đấy, thì em sẽ gửi cho các bác cả vỏ. Các bác vào nói chung là tự chế được mà em chế cho cũng được. Đấy, thì các bác cái này phải hết đi. Đấy, các bác tháo cái cầu này ra thôi và các bác bẻ. Nếu mà cần thì có thể cắt, nếu bác nào thích đẹp thì các bác có thể cắt cái cầu này đi. Đấy, là nó vào là gần như là vừa khít luôn. Nên nó rất là tiện luôn. Đây, cái tủ này của nó thì nó sẽ là vào âm vào tường, còn một tí nó nổi ra đây. Đấy, thì khi bác chế vào thì con này nếu mà các bác lấy nguyên cái tủ không này, thì giá của nó sẽ là 850k. Đây để em đi vào đây. 850k của bên em bao ship. Đấy là khi các bác lấy nguyên cái thân tủ không này không. 850k. Đấy, còn khi các bác mà lấy cái tủ này thêm cái vỏ này nữa thì các bác thêm cho em 200k nữa. Đấy, vỏ này là vỏ tủ chống cháy nhé. Mà con này thì các bác có thể dùng bên ngoài trời cũng được, tại vì nó rất là kín đáo. Rất là kín đáo luôn. Đấy, bên trong này của nó này. Đấy, có đường rong luôn nhé. Đấy, và có những cái chỗ khai át này. Thì nói chung là về chế cháo nó dễ thôi. Xịn sò thì thêm cái này thêm cho em là 200 nữa. Thêm 200k một cái tủ nữa. Đấy, Admitsu nhá, Ad tổng Mitsu đây em giới thiệu các bác. Ad tổng Mitsu này, 40A này. Đấy, Ad Nhật này, dòng gió 30mA này. Hàng của nội địa Nhật Made in Japan. Đấy, Ad của Nhật. Nói chung là xịn. Con Ad tổng này Ad của nội địa Nhật xịn sò đây. Hàng khi các bác nhận hàng đúng như nhà em quảng cáo nhà nhé. Xin kính chào cô bác, anh chị và các bạn đã quay trở lại với shop của em Dân Trịnh nhé. Hôm nay thì bên nhà em lại giới thiệu đến các bác một số những mẫu sản phẩm bên nhà em. Quý cô bác anh chị đi qua kênh thì bớt chút thời gian cho em Dân Trịnh xin một nút like, một nút đăng ký kênh các bác nhé. Không để quý cô bác anh chị phải chờ đợi lâu nữa, bên em Dân xin đi và giới thiệu sản phẩm luôn nhé.